Checking, checking. Check one, two. Checking, rồi. Có một chiếc xe Honda WSG838 màu gray. Xin vui lòng đi ra mua xe liền cho người ta ra bị block. Đây có ai có xe Honda giơ tay coi. Số xe này chắc không nhớ nhưng mà màu xám. Số xe là chắc không ai nhớ, nhớ Honda màu xám nhé. Không ai có hết à? Chắc là họ ra rồi anh. Thưa quý ông bà anh chị em, năm ngoái cha Nguyễn Bá Quốc Linh đã đến chia sẻ với chúng ta và nhiều anh chị em nói với tôi là nghe chưa có đã, cho nên năm nay tôi lại mời ngài đến để cùng chia sẻ với chúng ta về một cái đề tài rất là nghe rất là hấp dẫn nhưng mà khó vác lắm. Cái đề tài này chỉ có các sơ dòng Mến Thánh Giá thích thôi. Chúng ta chào đón cha Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, một tràng pháo tay thật lớn. Xin kính chào toàn thể quý ông bà và anh chị em. Con xin cảm ơn cha Chánh sứ, quý cha ở nơi đây, quý sơ cũng như toàn thể quý ông bà và anh chị em lại một lần nữa đón nhận con, không phải như người thợ sửa xe đâu, con không có dám đâu. Ai mà sửa cho được. Cái đó chỉ có Chúa Thánh Thần mới làm được thôi, phải không cơ? Cho nên hôm nay con xin quý ông bà và anh chị em cầu nguyện với con và lắng nghe, xin Chúa cho con nhớ thấy một điều thôi mà ngày hôm nay con đón nhận ngang qua sự chia sẻ của bản thân con. Thực sự, thưa quý bà anh chị em, con tin rằng ngày hôm nay có các thánh trên trời cầu nguyện cho chúng ta, đặc biệt là các đẳng linh hồn, con tin chắc như vậy. Và ngày hôm nay nếu quý bà anh chị em mở lòng mình ra thì chắc chắn quý bà và anh chị em cũng sẽ nhận được một điều gì đó mà Chúa nói với quý bà và anh chị em trong lòng của quý bà anh chị em. Con mới có cái kinh nghiệm này thôi, đó là năm mới tháng 12 đây con đi chia sẻ mùa vọng như vậy ở bên Dallas, ở bên Garland, Dallas, thì ngay đằng sau nhà thờ đó có một cái nghĩa trang của những người trong giáo xứ. Thì hôm đó tình cờ con ra đó để mà con đi gọi là đi dạo đi, thì con thấy cái nghĩa trang đó và không hiểu tại sao trong đầu con nó nảy ra một cái ý rằng là con đến nghĩa trang đó để con cầu nguyện với họ, cầu nguyện cho họ và xin họ cầu nguyện cho những buổi tĩnh tâm của giáo xứ. Và con đến con nói: thưa quý ông bà anh chị em, bây giờ quý ông bà anh chị em đã về với Chúa rồi, đã biết sự thật ở thế gian này là cái gì rồi, thì xin cầu nguyện cho con cũng như cầu nguyện cho mọi người đến tĩnh tâm. Và phải cầu nguyện bởi vì con đang nói cho con cái của quý ông bà và anh chị em, những người thân yêu của quý ông bà anh chị em vẫn còn đang sống. Và hôm đó con tin rằng sau 3 ngày tĩnh tâm đó thì chắc là nhiều người cũng đón nhận được ơn của Chúa. Và ngang qua cái kinh nghiệm đó, ngày hôm qua khi con đến đây, ngay sau khi con đến nửa tiếng thôi là con chạy ra cái nghĩa trang ngay đằng trước mặt mình đây. Con chạy ra nghĩa trang và con đi bộ trong đó cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Và con xin các đẳng linh hồn cầu nguyện cho quý ông bà anh chị em trong ngày hôm nay, trong 3 ngày tĩnh tâm này. Và quý ông bà anh chị em tin con đi, các ngài cầu nguyện cho chúng ta. Bởi vì hơn ai hết, các ngài biết sự thật của cuộc đời là gì rồi, phải không cơ? Các ngài đã đi qua rồi. Cho nên các ngài cầu nguyện cho chúng ta để chúng ta đụng chạm được ơn của Chúa, nhất là trong cái cuộc sống của ngày hôm nay. Và ngày hôm qua khi mà con, chiều nay con có kể chuyện cho sơ nghe đó, con đi vô trong sâu cái nghĩa trang ở phía đằng trước mặt chúng ta đây là cái nghĩa trang nào? Nghĩa trang của thành phố, phải không? Không phải là nghĩa trang của giáo xứ. Thì con đi vô trong đó, con đi sâu vô trong. Thì con đang vừa đi vừa lần hạt như vậy để cầu nguyện cho cái đằng linh hồn. Thì không hiểu tại sao chắc phải có khoảng cỡ 200 con quạ đen. Nó đậu trên cây im lặng như vậy, mà khi con đi ngang qua nó ráo lên như vậy, nó gào lên như vậy và nó bay chung quanh như vậy. Con không hiểu, nhưng mà đối với con ấy, con sợ. Hôm nay con kể cho sơ nghe, sơ bảo sơ cũng hay ra đó, sơ cầu nguyện và nó cũng làm giống như vậy, nhưng mà sơ nghĩ chắc tại vì sơ mặc đồ đen giống nó.
xin lỗi trời. Đó, nhưng mà kể như vậy để thưa quý ông bà và anh chị em á, đối với con á, con tin rằng đó là một cái dấu gì đấy. Một cái dấu gì đấy. Bởi vì như chiều nay con cũng kể với sơ luôn, cách đây một số năm rồi, chắc khoảng năm 2003, lúc đó con ở trong nhà, ở tiền tập. Tiền tập có nghĩa là chuẩn bị vào nhà tập. Đó thì lúc đó cũng chẳng ai dạy cho mình là mình phải cầu nguyện cho các đẳng linh hồn hết. Đó, nhưng mà đêm hôm đó con nhớ khuya lắm rồi, con lên trên tầng 3 của dòng chú thế ở Kỳ Đông á, lên trên lầu trên đó và cầu nguyện cho các đẳng linh hồn. Và hôm đó thì trời sáng trăng rất là đẹp. Thì không hiểu tại sao sau khi mà con cầu nguyện xong, có một đàn cò trắng bay đến, bay vòng trên đầu như thế này, mà bay giống như hình trái tim vậy. Từ đó trở đi, trong tâm trí của con xác tín rằng các đẳng linh hồn rất cần đến lời cầu nguyện của chúng ta. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, nói đến đây thì con cũng xin quý ông bà anh chị em một điều như thế này nữa, dựa trên những cái kinh nghiệm rất là thực của con thôi. Năm vừa rồi đây, ngày Tết Tây đó, trong nhà dòng các cha đi về hết, còn mỗi mình con ở nhà thôi. Buồn quá cho nên là đi xem phim. Và con coi một bộ phim, không biết ở đây ai đã coi chưa, cái bộ phim tên là Coco. Ai coi chưa cơ? À, hình như bây giờ nó vẫn đang chiếu ở trên rạp. Cái bộ phim này rất là hay, bởi vì ngay sau khi con xem cái bộ phim này thì con cảm thấy rất là buồn cho bà nội của con. Nhớ bà lắm, nhớ bà đến nỗi mà ngồi trong rạp khóc. Khóc xong trong rạp chưa hết nhá, ra xe chuẩn bị về, ngồi trong xe khóc tiếp. Mà không phải chỉ mình con, nửa cái rạp người ta khóc. Khóc là bởi vì cái bộ phim đó nó nhắc cho con người ta nhớ đến ông bà tổ tiên của mình. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, là con người, không ai trong chúng ta muốn bị quên lãng. Trong suốt dòng lịch sử của nhân loại này, tại sao người ta lại xây những cái kim tự tháp gọi là vĩ đại như thế? Tại sao ở Việt Nam chúng ta những lăng tẩm của các vua quan ở Huế đó lại cho đến ngày hôm nay vẫn còn nguy nga như thế? Phía sau đó là tâm lý của mỗi người chúng ta, không ai muốn bị rơi vào quên lãng. Và nếu như những người thân trong gia đình của chúng ta, ông bà, cha mẹ, tổ tiên của chúng ta mà bị rơi vào quên lãng thì chắc chắn họ sẽ rất buồn. Nói đến đây chắc có lẽ mỗi người chúng ta phải đấm ngực. Bởi vì hình như chỉ trong một năm trời, mình chỉ cầu nguyện cho các đẳng linh hồn ông bà cha mẹ tổ tiên mình được một hai lần thôi. Và cùng lắm là xin lễ thôi. Và con nghĩ rằng điều đó chưa đủ. Chưa đủ là bởi vì chỉ cầu nguyện xin lễ thôi, nhưng mà những câu chuyện của họ thì dường như đã bị rơi vào quên lãng rồi. Mình không còn kể cho nhau nghe về chuyện của ông bà tổ tiên mình nữa. Ngày xưa khi con còn nhỏ đấy, con nhớ lắm, bà nội chuyên kể cho chúng con nghe những chuyện bà nội ở ngoài Bắc như thế nào, đi buôn như thế nào, rồi nhiều chuyện lắm. Và con nhớ. Quý ông bà anh chị em, 20 năm sau, 100 năm sau, chúng ta có muốn con cái chúng ta kể về những câu chuyện của mình không? Con người ta chỉ chết thực sự khi những câu chuyện của họ không được kể nữa. Và điều đó đặc biệt cho người Việt Nam chúng ta sống trên đất nước Mỹ này. Ngày hôm nay nếu quý ông bà và anh chị em không kể cho con cái của mình, cháu chắt của mình nghe những câu chuyện của tổ tiên mình, các con của mình nó sống theo lối sống của Mỹ ở đây, nó quên hết. Khi chúng ta nằm xuống đất, khi mà nấm mồ của chúng ta đã bạc rêu rồi, không còn ai nhớ tới chúng ta nữa, nhưng mà thực sự chúng ta vẫn sống. Và lúc đó nếu không còn ai nhớ tới chúng ta nữa thì chúng ta sẽ rất buồn. Trong cái bộ phim đó nó kể về một anh, cái bộ phim mà con vừa nói đó, một chú bé tên là Coco. Chú ấy không biết làm sao đi lạc vào trong cái cõi của người chết. Và trong cái cõi của người chết ấy, ông nội của chú đã không còn bị quên lãng, đã không còn được nhớ tới, đã hoàn toàn bị quên lãng rồi. Là bởi vì ông là một người nhạc sĩ rất nổi tiếng, nhưng bởi vì ông bị người ta giết và cướp cái bản nhạc của ông. Nhưng mà nhà ông thì cứ nghĩ rằng chỉ vì cái nghề nhạc của ông mà ông đã bỏ vợ bỏ con để đi theo người khác. Thế là gia đình quá tức giận, và cái hình của ông được trưng trên bàn thờ, người ta xé mất cái cổ của ông luôn. Và con cháu sau này không biết ông ngoại của mình, ông cố ngoại của mình là ai nữa. Và bên cái cõi bên kia của thế giới, ông rất là buồn. Và ông không thể siêu thoát được, là bởi vì không ai còn nhớ đến ông. Thế là sau khi cái chú bé Coco này trở về với cái cõi của người sống, đã kể lại câu chuyện, đã kể lại sự thật như thế, thì danh dự của ông và những câu chuyện của ông đã được phục hồi. Và lúc đó
thì chú bé này lại có thể theo cái nghề nhạc của mình. Bởi vì lúc đầu chú là một người chơi guitar rất nổi tiếng và chú muốn tham gia một cuộc thi. Nhưng mà gia đình bởi vì ghét ông cố tổ của mình là một nhạc sĩ cho nên cấm thằng cháu không được chơi gì hết. Và chính vì trở về với cái cõi của người sống như thế, kể với những câu chuyện của ông mình như thế và cả một cái lòng yêu mến âm nhạc đã được phục hồi trong dòng họ của ông. Đấy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta phải kể về những câu chuyện của ông bà tổ tiên chúng ta cho con cái mình nó nghe. Mặc dù đôi khi con cái mình nó đang sống bên này, sống trong một cái văn hóa khác, nó không muốn nghe nữa. Nó bảo ôi giời, ngày xưa câu chuyện của bố mẹ là khác, còn bây giờ tụi con là khác. Cứ kiên nhẫn mà kể, nó sẽ nghe. Cứ kiên nhẫn mà kể, nó sẽ nghe. Và cái đó là cái truyền thống gia đình của chúng ta được truyền theo. Một trong những điều mà đối với con nghĩ rằng đó là sự khôn ngoan của người Do Thái, đó là người ta luôn luôn kể về những câu chuyện của ông bà tổ tiên. Kinh Thánh Cựu Ước là gì nếu không phải là những ông bà tổ tiên của dân tộc Do Thái được kể lại? Ông Abraham, ông Jacob, ông Isaac, tất cả những câu chuyện của dân tộc họ được kể lại. Và nơi những câu chuyện đó, con người nhận ra bàn tay của Thiên Chúa. Chúng ta phải kể những câu chuyện của cuộc đời chúng ta, nhất là những kinh nghiệm đức tin của mình cho con cái của mình. Và con nghĩ rằng đó là cái gia tài quý giá nhất mà quý ông bà và anh chị em có thể để lại cho con cháu của chúng ta. Tiền bạc hả? Nhà cửa hả? Sự giàu sang hả? Qua đi hết. Nhưng mà những cái kinh nghiệm đó, bởi vì chính chúng ta đã phải trả giá rồi để mới có được những cái kinh nghiệm đó. Nói đến đây không chỉ là trong gia đình của quý ông bà anh chị em đâu, mà cả các sơ trong nhà dòng cũng vậy. Con vẫn nhớ lần đó có một cha bên Roma qua nhà dòng con dạy học và nói rằng đặc sủng của một nhà dòng là gì nếu không phải là những câu chuyện của các thế hệ được kể lại. Bởi vì anh em nhìn nhau mà sống, thế hệ trước đã sống, đã làm những người truyền giáo, đã vất vả như thế nào để gìn giữ cái truyền thống của nhà dòng. Mà nếu không được kể lại thì nó chỉ đến đấy thôi. Cho nên kính chính trong nhà dòng của các sơ cũng vậy, của các cha cũng vậy, phải kể lại những câu chuyện của cha ông tổ tiên của mình. Và con nghĩ cái điều đó rất quan trọng. Và trong lịch sử cứu độ cũng là vậy thôi. Những điều mà Thiên Chúa đã làm nơi quá khứ phải được kể lại. Và thu nhỏ lại là nơi gia đình của mỗi người chúng ta. Ấy, cho nên là ngang qua cái việc mà con tin rằng hôm nay có các đảng linh hồn cầu nguyện cho chúng ta, thì con xin chia sẻ với quý ông bà anh chị em như vậy để chúng ta để ý cái điểm này trong đời sống của chúng ta, nhất là trong cái văn hóa dân tộc Việt Nam của mình trên đất nước này. Còn bằng không thì dần dần nó sẽ qua đi hết thôi. Cho nên tại sao chúng ta có ngày Tết, tại sao chúng ta có cái dịp này dịp khác để mà khơi gợi lại cái nền văn hóa của mình. Nhưng mà con nghĩ sâu hơn cả những cái hành động, những cái tổ chức bên ngoài đó là những câu chuyện trong gia đình của mình được truyền lại. Con cảm ơn. Rồi bây giờ chúng ta bắt đầu cái giờ chia sẻ của chúng ta. Chắc quý ông bà anh chị em còn nhớ cái bài hát kia phải không? Dạ, bây giờ con muốn hát luôn năm nay nữa, năm nay hát lại nữa để cho quý ông bà anh chị em nhớ. Cái bài hát đó chắc là quý ông bà anh chị em nhớ, và cây thập giá kia chắc là quý ông bà anh chị em nhớ. Năm ngoái con nhớ là nó có nhiều đinh lắm mà sợ ai rút đâu hết rồi. Hy vọng là trong tâm hồn của Thiên Chúa, trong cái cõi của Thiên Chúa, những tội lỗi của chúng ta cũng được rút ra như vậy. Nhưng mà quý ông bà anh chị em thấy không? Đâu có phải hết. Nó vẫn còn cái vết sẹo ở đó. Nó vẫn còn cái lỗ đinh ở đó. Những tội lỗi quá khứ của chúng ta, nó vẫn còn đó. Cho nên mới có ơn gì? Ơn gì mà cứ mỗi lần mà giáo hội có một cái dịp gọi là thì lại ban cho chúng ta? Ơn toàn xá. Quý ông bà anh chị em có hiểu ơn toàn xá là gì không cơ? Tại sao lại có ơn toàn xá? Ơn toàn xá có phải là cái ơn mà tha hết tất cả các tội không? Không phải. Thôi cái phần này để dành cho cha chánh xứ giải thích. Cha chánh xứ giải thích sẽ rõ hơn. Dạ vâng, đấy. Con hy vọng quý ông bà anh chị em còn nhớ cái vết đinh mà năm ngoái chúng ta dâng cho Chúa. Cái tội lỗi gì đó, cái quá khứ gì đó mà chúng ta không rút ra khỏi lòng mình được. Bây giờ còn không? Bây giờ con xin dành cho quý ông bà anh chị em 5 phút nha. Thôi 2 phút thôi. Ngồi nhớ lại coi năm ngoái khi mà mình đóng cái đinh đó vào trong thập giá của Chúa, mình dâng cho Chúa điều gì? Quên mất rồi. Và ngày hôm nay đó, cái điều đó còn không? Hay là nó vẫn cứ ở đó, nơi cõi lòng của chúng ta? Chúng ta đã dâng thật chưa? Hay là dâng hết mùa chay rồi lại rút lại?
nghi lắm. Đấy, vậy thì bây giờ thực lòng ha, chúng ta ngồi lặng lắng lòng một chút, rồi chúng ta hát với nhau cái bài hát kia, nhắm mắt lại để xin Chúa soi sáng cho con cái đinh năm ngoái nó đang ở đâu rồi. Và nếu như mà nó vẫn còn đó mà chưa dâng thật thì hãy tiếp tục dâng trong cái dịp này, và chắc chắn Chúa sẽ vẫn tiếp tục nhận cho chúng ta. Và chắc chắn khi mà quý bà chị em làm được như vậy, tâm hồn của chúng ta sẽ được đổi mới dần dần, dần dần, dần dần. Chứ còn một cái đinh nó đâm sâu như vậy, rút ra một lần nó cũng đau lắm. Cho nên phải rút từ từ thôi. Có thể rút ra được vài cm, rồi năm sau lại một chút. Rồi mà đến một lúc nào đó, mình dám thực sự tin vào nơi cái sự lòng thương xót của Chúa, thì mình mới thực sự rút ra hẳn được mà thôi. Cho nên bây giờ chúng ta ngồi thinh lặng một chút, cầu nguyện với Chúa Thánh Thần, hát bài đó và nhớ lại những cái gì mà chúng ta cần nhớ. Nguyện xin cho con biết Chúa, và xin cho con biết con, để con được gặp gỡ Chúa, để con tìm lại chính con. Nguyện xin cho con biết Chúa, và xin cho con biết con, để con được gặp gỡ Chúa, để con tìm lại chính con. Nguyện xin cho con biết Chúa, và xin cho con biết con, để con được gặp gỡ Chúa, để con tìm lại chính con. Nguyện xin cho con biết Chúa, và xin cho con biết con, để con được gặp gỡ Chúa, để con tìm lại chính con. Lạy Chúa Thánh Thần, chúng con dâng cho Chúa những giây phút ngắn ngủi này để chúng con khơi gợi lại cho nhau tình thương của Chúa dành cho chúng con, sự hiện diện của Chúa dành cho chúng con, và nhất là tình yêu của Chúa sâu thẳm nơi cõi lòng của chúng con. Xin Chúa Thánh Thần hãy đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa của khiêm tốn, để chúng con nhận ra chúng con là ai. Xin đốt lên trong chúng con ngọn lửa của yêu mến, để chúng con nhận ra Chúa là ai. Xin đốt lên trong ngọn lửa của chúng con sự khôn ngoan, để chúng con nhìn thấy thế giới hôm nay, xã hội hôm nay, gia đình chúng con và bản thân mỗi người chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến. Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Gioan. Đức Giêsu bỏ miền Giu-đê mà trở lại miền Ga-li-lê. Do đó người phải băng qua Samari. Vậy người đến một thành xứ Samari tên là Sikha, gần thửa ruộng ông Gia-cóp đã cho con ông là ông Giu-se. Ở đấy có giếng của ông Gia-cóp. Người đi đường mỏi mệt nên ngồi ngay xuống bờ giếng. Lúc đó vào khoảng 12 giờ trưa, có một người phụ nữ Samari đến lấy nước. Đức Giêsu nói với người ấy: "Chị cho tôi xin chút nước uống."
Lúc đó các môn đệ của người đã vào thành mua thức ăn. Người phụ nữ Samari liền nói, ông là người Do Thái mà lại xin tôi, một phụ nữ Samari, cho ông nước uống sao? Quả thế người Do Thái không được giao thiệp với người Samari. Đức Giê-xu trả lời, nếu chị nhận ra ơn huệ Thiên Chúa ban, và ai là người nói với chị, cho tôi chút nước uống, thì hẳn chị đã xin, và người ấy đã ban cho chị nước hằng sống. Chị ấy nói, thưa ông không có gầu mà giếng lại sâu, vậy ông lấy đâu ra nước hằng sống? Chẳng lẽ ông lớn hơn tổ phụ chúng tôi là Gia-cóp, người đã cho chúng tôi giếng này sao? Chính người đã uống nước giếng này, cả con cháu và đàn gia súc của người cũng vậy. Đức Giê-xu trả lời, ai uống nước này sẽ lại khát. Còn ai uống nước tôi cho sẽ không bao giờ khát nữa, và nước tôi cho sẽ trở thành nơi người ấy một mạch nước vọt lên đem lại sự sống đời đời. Người phụ nữ nói với Đức Giê-xu, thưa ông, xin ông cho tôi thứ nước ấy để tôi hết khát và khỏi phải đến đây lấy nước. Người bảo chị ấy, hãy gọi chồng chị rồi trở lại đây. Người phụ nữ đáp, tôi không có chồng. Đức Giê-xu bảo, chị nói tôi không có chồng là phải, vì chị đã 5 đời chồng rồi, và người hiện đang sống với chị không phải là chồng chị. Chị đã nói đúng. Người phụ nữ nói với người, thưa ông, tôi thấy ông thật là một ngôn sứ. Cha ông chúng tôi đã thờ phượng Thiên Chúa trên núi này, còn các ông lại bảo Jerusalem mới chính là nơi phải thờ phượng Thiên Chúa. Đức Giê-xu phán, này chị, hãy tin tôi. Đã đến giờ các người sẽ thờ phượng Chúa Cha, không phải trên núi này hay tại Jerusalem. Các người thờ đấng các người không biết, còn chúng tôi thờ đấng chúng tôi biết, vì ơn cứu độ phát xuất từ dân Do Thái. Nhưng đã đến giờ, và chính là lúc này đây, giờ những người thờ phượng đích thực sẽ thờ phượng Chúa Cha trong thần khí và sự thật, vì Chúa Cha đã tìm kiếm những ai thờ phượng người như thế. Thiên Chúa là thần khí, và những kẻ thờ phượng người phải thờ phượng người trong thần khí và sự thật. Người phụ nữ thưa, tôi biết đấng Mêsia gọi là Đức Kitô sẽ đến. Khi người đến, người sẽ loan báo cho chúng tôi mọi sự. Đức Giê-xu nói, đấng ấy chính là tôi, người đang nói với chị đây. Vừa lúc đó các môn đệ trở về, các ông ngạc nhiên vì thấy người nói chuyện với một người phụ nữ. Tuy thế không ai dám hỏi, thầy cần gì vậy, hoặc thầy nói gì với chị ấy. Người phụ nữ để vò nước lại, vào thành và nói với người ta, đến mà xem, có một người đã nói với tôi tất cả những gì tôi đã làm. Ông ấy không phải là đấng Kitô sao? Họ ra khỏi thành và đến gặp người. Đó là lời Chúa. Rồi, chúng ta vừa nghe một đoạn tin mừng rất là nổi tiếng của Thánh Gioan. Quý bà anh chị em nhìn thấy lên cái bức tranh kia thấy nó có hay không? Khi con tìm trên mạng con thấy cái bức tranh này thấy hay. Đó. Một người phụ nữ rất là hiện đại phải không? Giống như là một cô gái làng chơi vậy, đang ngồi đánh son bên bờ giếng mà gặp được Đức Giê-xu. Cái câu chuyện mà chúng ta vừa nghe không phải là câu chuyện xảy ra cách đây 2.000 năm đâu, mà vẫn đang xảy ra trong đời sống của mỗi người chúng ta đấy. Vậy thì trước khi vào bài chia sẻ, thì con muốn quý bà anh chị em cùng con nhớ lại cái vị thánh mà con đang ở đấy, Thánh Gioan Neumann. Đó. Từ năm ngoái khi con từ đây trở về, nhiều người trong cộng đoàn của chúng ta lắm được ơn của Ngài rồi. Nhiều người lắm có gọi cho con và cũng đã nói rất là nhiều. Và cũng có một số người trong cộng đoàn chúng ta đã qua tận đó để thăm viếng Ngài. Hôm nay con muốn quý bà anh chị em coi lại một chút. Cái này năm ngoái khi con cho quý bà anh chị em coi là bằng tiếng Anh. Và khi con về nhà thì con nói với các cha trên con làm cái clip này bằng tiếng Việt. Và cũng tốn nhiều tiền lắm ấy. Để cho quý bà anh chị em được coi ngày hôm nay. Và nhất là chúng ta cũng dâng những cái ngày tĩnh tâm này cho Thánh Gioan Neumann. Xin Ngài cầu bầu cho chúng ta. Để xin quý bà anh chị em theo.
xin chào đón quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng toàn thể quý ông bà và anh chị em xa gần đến viếng thăm, cầu nguyện và hành hương tại đền thánh Joan Newman. Tôi là linh mục Phêrô Nguyễn Bá Quốc Linh, tu sĩ dòng Chúa Cứu Thế và hiện đang làm việc tại đền thánh Joan Newman đây. Người ta vẫn gọi Joan Newman là vị thánh của việc chữa lành ở Healing Saint, và quả đúng như vậy. Bởi khi còn tại thế, Joan Newman đã là một linh mục, một giám mục rất thánh thiện. Thánh thiện khi Ngài yêu mến Thiên Chúa hết sức, hết những điều mà mình có. Thánh thiện cũng có nghĩa rằng Ngài đã luôn luôn sẵn sàng giúp đỡ tất cả mọi người, đặc biệt là những người nghèo khổ, bế tắc và cuống quẫn. Thì ngày hôm nay bên tòa Chúa, Joan Newman vẫn tiếp tục làm công việc đó. Ngài đã muốn trở thành linh mục khi còn là một cậu bé rất nhỏ. Nhưng khi lớn lên, Ngài đã vào trung viện, đã hoàn tất chương trình học và nuôi trong lòng mình một ước muốn trở thành một linh mục thừa sai. Nơi đây chúng ta đang hiện diện, đền thánh Joan Newman là một nơi mà tôi vẫn nói với người ta là một nơi thánh thiêng. Thánh thiêng là bởi vì có một thân xác của một vị thánh. Thiên Chúa đã ban cho Ngài một cái dấu chỉ về sự thánh thiện khi đã cho thân xác của Ngài không bị hoàn toàn hư đi sau hơn 100 năm được chôn cất. Nơi này là nơi thánh bởi vì đã từng có hai vị thánh đến đây cầu nguyện với Joan Newman là thánh Catherine Dressel và thánh John Paul đệ nhị. Nơi này là nơi thánh bởi vì vẫn đang tiếp tục có rất nhiều những lời cầu nguyện được lắng nghe. Và những ai đến đây cầu nguyện với tất cả lòng thành tâm của mình thì khi họ trở về, họ đã không hề thất vọng. Tôi Thánh Louis, tên là Nguyễn Ngọc Châu. Tôi đến đây trên một cái chuyến đi rất nhiều lần, nhưng mà không có lần nào tôi được cứu chữa. Đi với cha trong sứ đạo, tới đây là để mục đích là khám phá thôi, chứ thật sự ra không có tâm ý gì hết. Tôi xin một cách là đơn giản, không có một cái tâm tình gì đối với cái lời tôi xin. Thì có một lần cách đây 3 tháng hơn, đầy vào khoảng tháng 3, 21 tháng 3. Tôi tới đây thì trên cái chuyến đi đó, đáng lẽ tôi là người tài xế để lái xe cho cái xe minivan 7 người. Nhưng mà hôm đó người em rể của tôi thì xin phép được thành nữ ra, nó là chủ xe. Nó phải lấy xe truck, nó xe Land Cruiser thì được 8 chỗ có seat belt. Tôi ngồi sau thì cũng lớn tuổi rồi, 50 mấy 60 tuỗi rồi, thì mỗi một lần bước xuống xe thì mệt lắm, muốn chú nhủi mấy lần luôn. Nhưng mà khi đến đây thì vô cầu xin dưới sát của ông Thánh như mình thì cũng còn đau lắm. Nhưng mà khi mà đi ra bên hông này thì ông Thánh như mình mà ông đứng ngoài đó đó, thì tôi xin điền tên cho các con bỏ vô thùng, xong rồi lại ông Thánh như mình thì xin với ông là cho hết đau phần cổ để đi làm, để kiếm tiền nuôi con. Có 5 đứa con. Rồi thì cũng xin vậy thôi. Người chị dâu thì thấy làm vậy có vẻ nó kỳ cục quá. Bởi vì tôi đứng đây cần cổ, tôi đưa lên cái tay mà tôi cứ gãi gì. Rồi bà nói sao mà chú Châu, chú làm gì kỳ cục vậy, chú chắp tay xin cầu xin đàng hoàng. Tôi nói chị ơi, con em xin. Nói làm chú làm gì giống như mà mấy con heo ở trong chuồng hồi xưa nuôi mà gãi ngứa cổ vậy. Nó không có đâu chị, em xin đàng hoàng. Thì đi về thì không biết lúc nào hết, không biết luôn, 2-3 tuần sau luôn, không biết lúc nào hết. Thì hôm đó là phật ti là ngày Chủ nhật khuya 12 giờ. Khuya thì có một thằng em trong sớm, trong sứ đạo, đi nó cũng đi phật ti đó. Thì nó nói mọi người cầu xin cho nó là nó sẽ đi ca mổ 2-3 ngày đó, nó sẽ đi có ca mổ. Hỏi ai hỏi mổ gì là mổ lần xương sống. Thì nghe nó mổ lần xương sống thì ai cũng ớn chà đậu hết, sợ lắm. Là không, cái là coi như là mất chính chỉ còn được một thôi. Thành thử ra tôi mới nghe vậy, tôi nói Tùng, em đi anh bây giờ. Nói đi đâu? Nó đi villa. Nói villa làm gì? Nó đi lợi ông Thánh cho nên mình bây giờ anh hết đau cổ rồi. Anh nói thiệt với em là anh không biết anh hết đau cần cổ, nhưng mà bây giờ đó là anh, trong cái lời nói của em bây giờ anh mới cảm nghiệm được là ông Thánh cho nên mình chữa cho anh. Và khi mà anh
anh nói với em như thế này là anh sẵn sàng, anh không bỏ quên hết mọi chuyện nha. Anh sẽ chở em liền ngay giờ này nè, đi xuống Phila Phila, mọi người ở trong vở bà Ti đó có làm chứng luôn đó. Thì cho anh Tùng nói anh điên không, vừa vừa thôi chứ giờ này ngày mai anh còn đi làm này lụng này nè, không anh bây giờ Chúa tác động anh muốn đi à. Anh muốn chở em liền để cho anh chứng minh rằng cho em biết rằng là anh tin thật, không có không thánh cho nên mình chở cho anh. Thành thử ra anh muốn em tới đây thì nó từ chối, nó không đi, thành ra mình cũng bỏ quên thôi, mình không muốn nhắc nữa. Thì cái lần chủ nhật kế đó cũng họp mặt đi lễ, nó nói nó cancel cái ca mổ rồi. Hỏi sao vậy? Là ông thánh cho nêu mình chữa cho nó. Ủa mày đi nào hay vậy? Nó em với vợ em, vợ em bỏ tiền neo giao cho thợ rồi hai vợ chồng em đi xuống đây giao con cho bố mẹ nó giữ, cho ông bà nội nó giữ. Thì nó xuống đây nó về, chỉ có đi xuống đây về thôi mà cái niềm tin của nó làm sao mà khi mà nó về là nó gọi cho bác sĩ là nó cancel mổ. Thì bác sĩ vô khám lại này kia là nó không còn bị đau như hồi xưa nữa. Đó là những cái gì mà niềm tin tôi thấy thật sự ngay bản thân. Và tôi cảm ơn Thánh cho Niêu Minh đã tác động lên con người của con. Rồi con về con tác động lên cái con người của thằng bạn trong cái sứ đạo con nữa, mà nó đi xuống đây và nó được cứu chữa như vậy đó. Món hồi nãy nó mới mời con ở trên xe đó cha, là nó mời là chủ nhật nó sẽ mời gia đình con tới để mà ăn mừng là nó hết đau cái cần cổ. Thôi cứ cha hết. Thánh John Newman trong thánh lễ đầu tiên của ngài, ngài đã xin Chúa sự thánh thiện, và suốt cuộc đời của ngài, ngài đã theo đuổi sự thánh thiện đó và trở nên một con người thánh thiện quả không dễ. Cho nên vào ngày ngài làm giám mục, ngài đã chọn khẩu hiệu giám mục cho ngài rằng: thập giá của Chúa Kitô trở nên sức mạnh cho tôi. The passion of Christ strengthen me. Và ngài đã lấy sức mạnh từ thập giá của Chúa, từ tình yêu của Chúa, và chính vì thế ngài đã trở thành một vị linh mục, giám mục và là một vị thánh rất tốt lành. Xin kính mời quý ông bà anh chị em cùng tất cả những ai đang cần đến lời cầu bầu rất thần thế của John Newman hãy đến viếng thăm, cầu nguyện và hành hương vợ tại đền thánh này. Đền thánh được tọa lạc nơi thành phố Philadelphia, cách trung tâm thành phố Philadelphia không xa, và địa chỉ là 1019 North Fifth Street, Philadelphia, Pennsylvania 19123. Xin kính chào quý ông bà anh chị em và rất hân hạnh được tiếp đón quý cha, quý sơ, quý tu sĩ cùng tất cả quý ông bà anh chị em đến viếng thăm đền thánh Philadelphia, đền của vị thánh hay làm phép lạ này. Xin kính chào. Tạ ơn Chúa, cảm ơn Thánh John Newman, bởi vì ơn của Chúa, quyền năng của Chúa vẫn đang tiếp tục ở giữa chúng ta. Vấn đề chúng ta có tin hay không? Hồi nãy quý ông bà anh chị em có nghe cái chú đó, chú nói gì không? Và không hiểu tại sao nó tin làm sao đó mà nó đi về, nó đến khám bác sĩ khám mà hết luôn. Và còn nhiều lắm, kính thưa quý ông bà anh chị em, nếu còn thời gian lúc nào đó con sẽ kể cho quý ông bà anh chị em nghe để quý ông bà anh chị em xác tín hơn vào tình thương của Chúa dành cho mình. Không phải Chúa không nghe lời cầu nguyện của chúng ta đâu, Chúa vẫn nghe đó và Chúa vẫn trả lời đó, nhưng mà mình không có khả năng nghe được tiếng Chúa là bởi vì mình không có quen nghe. Cho nên Chúa nói chiên của ta thì nghe tiếng ta biết chúng và chúng theo ta. Cho nên nếu mình cầu nguyện mỗi ngày, mình tập nghe tiếng Chúa mỗi ngày, thì khi đến lúc, đến buổi, đến khi mình gặp cơ nhỡ, gặp đau khổ, gặp cái sự bế tắc, mình kêu Chúa ơi, Chúa trả lời, mình có khả năng nghe được. Còn bằng không thì mình nghe toàn cái gì không, thì đến khi kêu Chúa ơi, Chúa trả lời, nhưng mà mình không nghe được bởi vì mình không có quen nghe. Thế thì xin Chúa tăng thêm đức tin cho chúng ta. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, hôm nay chúng ta sẽ nói với nhau về cái đề tài thứ nhất, đó là tình yêu và những tổn thương. Tình yêu và những tổn thương. Như quý ông bà anh chị em biết đó, thì con đang làm việc ở tại đền thánh
Cho nên Chúa cho con một cái cơ hội rất quý là được gặp gỡ và được lắng nghe rất nhiều những đau khổ, rất nhiều những tâm hồn đau khổ về tinh thần, về thể xác, về tâm lý, về gia đình, rồi về nhiều mọi thứ khác nữa. Mà chẳng phải là chỉ có người ngoài, khi mà con được làm việc mục vụ, con được tiếp xúc với người ta, con nghe được những câu chuyện của họ, rồi người ta xin mình cầu nguyện cho họ. Không chỉ những người đến đền thánh đâu, nhưng mà có những người gọi điện thoại từ rất xa, từ Canada, từ bên Pháp luôn, đến xin cầu nguyện. Và cái lời người ta xin cầu nguyện là một chuyện. Nếu mình có thời gian xin người ta kể cho mình nghe cái câu chuyện gì đó phía dưới cái điều mà người ta muốn cầu nguyện đó, thì cả một biển những đau khổ, kính thưa quý ông bà và anh chị em, cả một biển những đau khổ. Và dường như khi đến mà cái chỗ bế tắc nhất thì người ta mới bắt đầu chạy đến với Chúa mà thôi. Mà chẳng phải như con nói, không phải chỉ những người ở xa đâu, mà chính trong cộng đoàn của chúng con cũng vậy. Chính trong đời sống của các cha với nhau cũng vậy. Cách đây mấy hôm thôi, thường thì buổi sáng các cha ngồi ăn sáng với nhau, rồi chia sẻ với nhau về những cái tin tức thời sự. Và con nghĩ chắc các sơ cũng giống vậy phải không? Nhưng mà hôm đó thì không hiểu tại sao có ba cha thôi. Cha bề trên, một cha già trong nhà dòng với con nữa ngồi ở cái bàn tròn đó. Mà con không hiểu tại sao hôm đó cái bầu khí nó rất là nặng nề. Và hôm đó là cái ngày mà con đang chuẩn bị cái bài chia sẻ hôm nay cho quý bà anh chị em. Con cảm thấy cái bầu khí hôm đó nó rất nặng nề. Nhìn qua bên kia bàn thì cha bề trên tay cầm ly cà phê, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Và chắc chắn tâm hồn của ngài đang rất nặng trĩu. Nơi tâm hồn của ngài có một cái gì đó, bởi vì cái đứa cháu trai của ngài 57 tuổi, rất nổi tiếng ở bên Hollywood, đang thở những nhịp thở cuối cùng bởi vì bị căn bệnh ung thư. Và bây giờ thì anh ta qua đời rồi. Trước khi con sang đây, anh ta mất rồi. Ngồi bên cạnh con là một cha già 75 tuổi. Cha được xem là một hình ảnh khôn ngoan của nhà dòng, bởi vì ông có hai bằng tiến sĩ lận, một bằng ở bên Roma và một bằng lấy bên Pháp. Thì khi con quay qua thì ngài đang nhăn nhó và nhìn vào cái tờ báo. Đây, tờ báo này đây, con mang theo cho quý ông bà anh chị em biết luôn. Nói có sách, mách có chứng. Tờ báo này. Và ngài đang đọc cái bài báo này đây. John Eskin, 36 tuổi, a scientist at Wilderness. Một nhà khoa học, một tiến sĩ 36 tuổi, hai người con, một người vợ rất yêu thương. Biết bao nhiêu là những dự định cho tương lai, vậy mà lại tự tử chết. Đây quý ông bà anh chị em, hình của anh ta đây. Vậy thì lúc đó cha nhìn thấy, cha đọc cái bài báo này mà cha phải rơi nước mắt. Một nhà khoa học, a scientist, một tiến sĩ, 36 tuổi, còn trẻ lắm. Và trong bài báo cũng vậy, người vợ không hề biết tại sao chồng mình tự tử, hai đứa con còn rất nhỏ. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, bản thân con, đó là hai cha. Còn bản thân con lúc đó, con cũng đang ngồi ở đó và con đang đọc bài báo này. Tâm hồn con cũng rất nặng trĩu, bởi vì đọc xong cái bài báo này, con không hiểu được rằng các nạn nhân của việc bắn hôm vừa rồi ở Florida, các em trong lớp đó sẽ phải đối diện với tương lai như thế nào. Bởi vì sau một thời gian, thì ngày hôm thứ Tư vừa rồi là ngày đầu tiên các em trở lại với trường học. Và trong đây, một em có tên là Brooke Harrison, 14 tuổi. Em tâm sự rằng em không bao giờ có thể quên được cái hình ảnh những người bạn của em bị bắn. Và lúc đó những người bạn của em nằm trong lòng bàn tay của em, mình mẩy bê bết máu hết và đang thở những hơi thở cuối cùng. Một bé gái 14 tuổi và những cái hình ảnh đó nó ở trong tâm tưởng của em, thì đến bao giờ em mới có thể quên được, kính thưa quý bà và anh chị em. Và với hình ảnh đó, con nhìn thấy cả một thế giới ngày hôm nay. Thế giới ngày hôm nay, người ta nói rằng chúng ta đang sống trong một thế giới bị tổn thương. A wounded world. Một thế giới bị tổn thương đến rất là nặng nề, kính thưa quý ông bà anh chị em. Cho nên các nhà xã hội học, người ta dùng cái hình ảnh như thế này. Không biết đã bao giờ quý ông bà anh chị em đi vô trong bệnh viện. Bệnh viện Mỹ thì chắc là ngon lành hơn. Nhưng mà nếu quý ông bà anh chị em có cơ hội về các bệnh viện của Việt Nam đó, bệnh viện Ung Bướu chẳng hạn, hoặc là bệnh viện Chợ Rẫy chẳng hạn, dọc theo cách hành lang là các bệnh nhân đang bước đi rất là đau khổ. Và không chỉ có các bệnh nhân mà người nhà của bệnh nhân cũng vậy. Những thân xác bị thương đang bước đi.
những thân xác mà nơi đó có những cái bệnh tật về thân xác cũng như là những bệnh tật về tâm hồn đang bước đi. Vậy thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, con người của xã hội hôm nay giống như các nhà xã hội học người ta diễn tả, đó là những con người bị thương đang bước đi. Có ý nói rằng tất cả mọi người chúng ta đây đều là những đối tượng của những tổn thương. Và quả thực là thế, bởi vì mỗi người là con người, nhất là con người của thời đại ngày hôm nay, chúng ta đều bị tổn thương cách này hay cách khác. Và những vết thương, những tổn thương không được chữa lành thì nó sẽ còn ở đó mãi, mà nó còn có nguy cơ làm độc và nó gây hại cho cả những người khác nữa. Quý bà anh chị em biết, thời gian cách đây 10 năm thôi, hàng loạt những vụ gọi là sao? Mass shooting. Bắn người chết hàng loạt. Năm ngoái ở bên Las Vegas, quý ông bà anh chị em còn nhớ tại sao cái anh này anh lại làm cái hành động như vậy? Người ta tìm hiểu rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà sau cùng người ta kết luận anh này sở dĩ anh là một tỷ phú nha, là một người rất giàu có, là một người chơi bài gọi là nổi tiếng mà ăn nhiều tiền lắm, không phải là một người không có tiền, là một người thành công. Mà người ta tìm hiểu không hiểu lý do tại sao, thì sau cùng người ta kết luận anh ta làm hành động đó là bởi vì trong tâm khảm của anh ta, lúc nào anh ta cũng nghĩ rằng anh ta mang một dòng máu xấu, bởi vì bố của anh ta là một người cướp ngân hàng từ khi anh còn rất nhỏ. Vậy thì kính thưa quý bà, anh chị em, anh đó có phải là một người mang một vết thương không? Và vết thương đó nó tồn tại qua năm tháng, và đến một lúc nào đó với những áp lực của xã hội, với điều này điều khác, và nhất là với những người không có đức tin, thì người ta sẽ dùng chính vết thương đó để làm cho biết bao nhiêu những người khác cũng bị tổn thương. Rồi năm 2015, không xa chúng ta, tại đây, Roseburg phải không cơ? Đấy, cũng một vụ bắn trong trường học như vậy. Ngày hôm nay con cũng mới lục lại cái bài báo đó để tìm hiểu xem tại sao cái anh chàng đó anh lại làm những cái hành động đó. Anh giết các bạn của anh ở trong trường học như vậy, ở trong trường Community College phải không cơ? Tại sao vậy? Kính thưa quý ông bà và anh chị em, là bởi vì anh ta không có bố từ khi còn nhỏ. Mẹ anh ta là single mom và nuôi anh ta, và anh ta có một cái tính tình kỳ cục từ khi còn bé cho đến ngày mà anh ta ra tay giết người hàng loạt như thế. Rồi mới đây tại Parkland ở Florida, tại sao cái anh chàng này cũng làm một cái hành động như thế? Mang súng vô chính trường của mình đã từng học trước đây và bắn như vậy, chết 17 người và bao nhiêu người khác phải đi bệnh viện. Tại sao vậy? Lý do là bởi vì ngay từ khi bé, anh ta đã là một trẻ mồ côi. Anh ta được gọi là gì? Adopted. Anh ta được nhận làm con nuôi, và sau đó bố mẹ, cả bố nuôi lẫn mẹ nuôi chết, và anh ta phải sống với họ hàng của anh ta. Và một lý do sâu xa hơn nữa là từ khi còn bé anh ta đi học đã bị chính anh họ của mình và những người bạn bully anh ta từ khi còn bé. Đó là gì nếu không phải là những vết thương theo năm tháng, kính thưa quý ông bà và anh chị em, và nó không được chữa lành cho đến một lúc nào đó nó bùng nổ, và cái thái độ đó nó lại gây cho biết bao nhiêu những gia đình, biết bao nhiêu những con người khác bị những đau khổ như thế, bị những cái vết thương như thế. Như vậy thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, những vết thương nhỏ theo năm tháng không được chữa lành thì dần dần nó sẽ lớn lên, nó sẽ trở thành một tế bào ung thư, và khi nó bùng ra thì nó lại gây ra biết bao nhiêu những vết thương hãi hùng cho biết bao nhiêu những con người. Trong lịch sử của nước Mỹ chưa bao giờ có nhiều văn phòng của các nhà tâm thần học, của các nhà tâm lý học cho bằng ngày hôm nay. Và ngày hôm nay, quý bà anh chị em biết, động một phát là nhà trường nói là anh chị phải đưa con anh chị đi gặp psychiatrist. Trước khi con sang đây, 2 ngày thôi, có một người, một giáo sứ gần con, khóc lóc, gọi điện thoại cho con, thưa cha cầu nguyện cho con gái con. Cảnh sát bắt nó và đã đưa vào trong cái gọi là cái nhà thương mental illness rồi. Và trước khi, cách đây trước Tết, 1 tháng, thì chính cha mẹ đã dắt nó đến gặp con.
thì cô giáo đã nói là phải đưa nó đi psychiatrist, nhưng mà bố mẹ thì cứ nói là chắc là nó không sao hết. Và khi nó đến thì nó nói chuyện với con, nó bảo không hiểu tại sao mà trong đầu nó lúc nào cũng có một cái tiếng nói với nó rằng mày lấy cái dây mày thắt cổ chết đi. Bố nó không bao giờ nói chuyện được với nó, anh trai nó không bao giờ chơi được với nó hết, bởi vì anh trai nó về nhà là anh trai nó lo bấm game, mà nó chơi với anh trai là anh trai nó đuổi đi. Thế là khi con mời bố mẹ ra ngoài, một mình con với nó thôi nói chuyện, và nó khóc. Thì mấy tháng sau, mới cách đây 2 ngày thôi, trước khi con sang đây, thì cái chị đó chỉ gọi điện thoại cho con và xin cầu nguyện, là bởi vì bây giờ hôm đó nó thực sự nó muốn tự tử thật. Nó đi tìm cái dây thực sự và chỉ sợ quá chỉ gọi cảnh sát, và cảnh sát đã đưa nó vào trong nhà thương mental illness, và chị không được thăm nó 2 tuần rồi. Mẹ nhớ con vô cùng, tối nào mẹ cũng khóc hết. Cái đó là cái gì vậy, kính thưa quý ông bà anh chị em? Rồi một cũng cách đây mấy ngày thôi, ở bên Wichita, Kansas, có một thằng bé, mẹ nó hứa rằng mẹ nó sẽ cho nó đi skating. Rồi sau đó mẹ nó cũng bận đi nghe giảng tĩnh tâm giống như vậy. Và mẹ nó nhờ chú với dì nó chở nó đi. Nhưng mà chú với dì nó nói với mẹ rằng anh chị không sợ nó bị lây bệnh à? Bởi vì bây giờ ở bên Wichita, Kansas đang có một cái bệnh dịch gì đó mà người ta chết rất là nhanh. Và chính vì sợ như thế cho nên mẹ nó nói thôi con ạ, con không có đi nữa, để khi nào nó hết cái bệnh đó rồi con hãng đi. Nó về nhà nó khùng lên, nó lấy cái muôi đấy cơ, cái muôi mà để múc ấy, nó đập vào đầu, nó cứ thế đập vào đầu thôi. Anh chồng thì đi làm, chị ở nhà chị sợ quá, chị run quá, chị không biết làm sao nữa, chị khóc lóc gọi cảnh sát. Và may quá khi mà cảnh sát đến đó, thì chưa có gì xảy ra hết. Rồi sau nó cũng hối hận, nó mới có 11 tuổi. Nó nói với mẹ là mẹ ơi con xin lỗi, nhưng mà con không hiểu tại sao lúc đó con không điều khiển được. Một chuyện khác nữa, thằng bé đó con biết nó giúp lễ cho nhà thờ của con. Nó đi học thì nó ngồi bên cạnh một đứa bạn gái. Thì không biết là cái đứa bạn gái đó nó nói cái chuyện gì với nó, không biết nữa. Và nó về nhà nó không có ngủ được. Nó không có ngủ được, thế là mẹ nó phải đưa nó đi psychiatrist. Ngày hôm nay động một phát là đi psychiatrist, động vào cái là đi psychiatrist. Không chỉ những con người lớn tuổi, không chỉ ngang qua tội lỗi chúng ta mới mang những vết thương. Mà ngay từ khi còn bé như vậy, trong trường học, các em nó đã mang những cái vết thương gì đó rất là sâu xa rồi. Tại sao vậy, kính thưa quý bà và anh chị em? Chúng ta nói chúng ta đang sống trong một thế giới bị tổn thương, ở Wounded World, không phải thế giới bên ngoài kia xa xôi đâu. Mà ngay chính trong gia đình của mỗi người chúng ta. Và đôi khi chính mỗi người chúng ta cũng có những vết thương mà mình không dám đối diện với nó, mình không dám trực tiếp để dám chân nhận một cái sự thật gì đó, và mình cứ che giấu. Tại sao vậy? Chúng ta sống trong một cái thế giới ngày hôm nay, trên một đất nước Mỹ này, lẽ ra con người phải hạnh phúc, phải vui tươi, phải là như thế nào chứ? Nhiều khi nghĩ thì nó cũng hơi tiêu cực, nhưng mà thực sự con thấy hình như có một cái màn, bức màn đen nó đang phủ xuống chúng ta. Tại sao vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em? Đấy, cho nên theo một nhà nghiên cứu thì người ta nói những tổn thương nó xuất phát từ đâu? Nó có rất là nhiều nguyên nhân, nhưng mà những tổn thương nó phát xuất từ trong 2 nguồn gốc sau. Thứ nhất là thiếu tình yêu, và thứ hai là thiếu nhận thức về tình yêu. Nhưng mà trong hầu hết các trường hợp đó là thiếu nhận thức về tình yêu là cái căn nguyên để nó làm cho người ta có những vết thương trong lòng của mình. Vậy thì thế nào là thiếu nhận thức về tình yêu? Chắc ai trong chúng ta đây cũng đã từng lo lắng, cũng đã từng thất vọng, cũng đã từng bị áp lực, cũng đã từng phiền muộn. Và tất cả những cái cảm giác này nó đều xuất phát, cái nguyên nhân sâu xa nhất là nguyên nhân nhận thức rằng, mình cảm nhận rằng mình không có tình yêu trong lòng. Nói một cách khác, ta không dám đủ tin rằng ta được yêu thương, hoặc bởi Thiên Chúa, hoặc bởi cha mẹ, hoặc bởi vợ chồng, hoặc bởi bè bạn, hoặc bởi chính con cái của chúng ta. Và chính vì cái cảm giác ấy cho nên nó gây ra trong ta một cảm giác trống rỗng. Ta phủ nhận, ta bỏ qua và bóp méo những cái biểu hiện yêu thương mà ta đã thực sự đón nhận, để rồi bám lấy cái ý tưởng vầy vọ rằng mình không được yêu thương. Và dần dà cái nhận thức đó nó trở thành một thực tại, và với lâu dài nó trở thành một vết thương.
nó trở thành một vết thương. Cái điều này chúng ta sẽ thấy rất rõ trong đời sống vợ chồng của chúng ta. Nó cũng là một bữa cơm thôi. Nhưng mà ngày xưa khi mà mới yêu nhau đó, cơm gì ăn chẳng được. Mấy hạt muối thôi với một bát cơm trắng thôi vẫn ngon mà. Nhưng mà ngày hôm nay đó, về sống với nhau lâu ngày rồi, thì bữa cơm ấy nó lại trở thành một cái cớ để mà hành hạ nhau. Mặc dù cái tình yêu của người vợ bây giờ dành cho chồng mình đôi khi nó còn hơn cả trước đây khi mình còn là tình nhân với nhau. Nhưng mà bởi vì cái nhận thức sai về tình yêu cho nên nó dẫn đến phiền muộn và chán nản, chứ không phải bởi cái bữa cơm. Phải vậy không kính thưa quý ông bà anh chị em? Và nếu tình yêu của con người cho nhau ngay đó mà ta còn nhận thức sai thì huống hồ chi là tình yêu của Thiên Chúa. Huống hồ chi là tình yêu của Thiên Chúa. Cho nên ta rất thường khi không nhận thức đúng hay nhận thức về tình yêu của Thiên Chúa thực sự dành cho ta. Và chính cái sai lầm này mà nó dẫn đến muôn vàn tội lỗi, và những tội lỗi đó nó gây ra muôn vàn những vết thương. Vì Thiên Chúa là tình yêu, cho nên khi cảm nghiệm thiếu vắng tình yêu, có nghĩa rằng sâu xa trong lòng của mình thiếu vắng chính Thiên Chúa. Không phải là cứ gọi lạy cha là được vào nước trời đâu. Không phải mình cứ nói mình tin là mình có tình yêu trong lòng đâu. Thế thì sự thiếu vắng Thiên Chúa mà ta cảm nghiệm được, nhận thức ở đây, nó không có thật. Bởi vì sao? Chính cái sai lầm mà chúng ta không tin, chúng ta không dám tin rằng chúng ta được yêu thương, mà cái yêu thương sâu xa nhất là yêu thương bởi Thiên Chúa, chúng ta không dám tin như thế, cho nên chúng ta phạm tội. Và những tội lỗi đó nó gây ra những vết thương. Bởi vì Thiên Chúa là tình yêu, nên khi mình cảm nghiệm, như con nói hồi nãy, thiếu vắng tình yêu là mình cảm nghiệm thiếu vắng chính Thiên Chúa. Nhưng mà cái sự thiếu vắng Thiên Chúa ấy, cái cảm nghiệm ấy, cái nhận thức ấy là không có thật. Bởi vì nếu cuộc sống của ta thực sự thiếu vắng Thiên Chúa, tức là nếu Thiên Chúa không tác động sức sống của người ở trên mình, thì mình không còn tồn tại. Vì giống như là người ta kể một câu chuyện như thế này. Có một chú gà trống kia, sáng hôm đó bình thường 5 giờ sáng thức dậy là chú thấy mặt trời là chú gáy rồi. Và chú gáy như vậy thì chú làm cho cả cái farm đó nó được thức dậy. Nhưng mà sáng hôm đó chú dậy chú không thấy mặt trời và chú dừng lại, chú không dám gáy nữa. Và sợ hãi quá chú chạy đến bên cạnh, cái chuồng bên cạnh, và gọi cái chú gà trống khác bảo: "Ê mày ơi, thức dậy, hôm nay mặt trời đi vắng rồi, tao sợ quá, mặt trời đâu rồi?" Thế là cái chú gà trống bên cạnh nói: "You stupid. He's up there. But you know, after the cloud. Mặt trời vẫn có đó nhưng hôm nay có mây. Cho nên mày không thấy chứ mặt trời vẫn hiện diện ở nơi đó." Tình yêu của Thiên Chúa ở trong đời của chúng ta y chang như vậy. Ngài vẫn hiện diện đó, Ngài vẫn rất yêu thương chúng ta. Nhưng mà bởi vì chúng ta không tin rằng mình được yêu thương. Và khi mình không tin mình được yêu thương thì những cái gì nó đến? Bởi vì nơi bản thân con người chúng ta, ai cũng muốn được yêu thương hết. Bởi vì cái sâu xa nhất là cái mình muốn được yêu thương. Và khi mình không cảm nhận thấy được yêu thương thì mình tìm gì? Tìm cách lấp cái chỗ đó. Vậy không có một cảm nghiệm thiếu vắng Thiên Chúa thực sự, vì chính tình yêu của người đang nâng đỡ mỗi người chúng ta. Cũng giống như trong kinh nghiệm của các thánh cũng vậy. Có đôi khi các thánh trải qua những giây phút hãi hùng, và các ngài gọi đó là đêm tối của linh hồn. Cái cảm nghiệm đó như thể cho thấy Thiên Chúa vắng mặt vậy. Nhưng thực sự đó là một lời mời gọi, đồng thời là một sự chuẩn bị cho một sự kết hợp ở mức độ cao hơn với chính Thiên Chúa. Chứ Thiên Chúa không vắng mặt. Bởi vì mọi sự đều tồn tại trong Thiên Chúa. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, cái điều con đang nói với quý ông bà anh chị em đây, nó có vẻ là lý thuyết, nhưng thực sự nó rất quan trọng. Mà nói vậy thì nói thôi, chứ còn nhiều khi chính Chúa Giêsu kia, Chúa Giêsu cũng cảm thấy vắng mặt Chúa Cha. Quý ông bà anh chị em nhớ lúc nào không?
Lúc nào cơ? Lạy cha, sao cha bỏ con? Cha có bỏ con không? Chắc không? Vậy chứ sao, tại sao Chúa Giêsu lại kêu lên như vậy? Lạy cha, sao cha bỏ con? Nhưng con ơi, cha đâu có bỏ con. Bởi vì chính Chúa Giêsu đã nói, cha ta và ta là một. Lúc đó không những Chúa Cha không bỏ Chúa, không bỏ Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu, mà Chúa Cha còn đang đau khổ cùng với Chúa Giêsu. Nếu chúng ta nhớ lại cái bộ phim Mel Gibson, The Passion of Christ, chúng ta nhớ không? Cái bộ phim nó chiếu về cái cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu của tác giả Mel Gibson, của đạo diễn Mel Gibson. Thì con thấy có một cái cảnh rất là tuyệt vời. Đó là khi Chúa Giêsu chuẩn bị chút hơi thở trên thập giá, lạy cha, con xin phó thác linh hồn con trong tay cha. Và lúc đó Chúa Giêsu gục đầu xuống và chút hơi thở cuối cùng. Ngay lúc đó Mel Gibson đã cho một cái cảnh rất tuyệt vời. Đó là cho một giọt nước mắt từ trên trời rơi xuống, pam, ngay dưới chân thập giá. Và ngay lúc đó ơn cứu độ lan tỏa ra khắp mọi nơi. Với cái hình ảnh đó, nó giúp cho con hiểu được Thiên Chúa Cha đau như thế nào khi chính con của mình chịu chết treo trên thập giá. Không hiểu do đâu mà cái ông Mel Gibson đó, ông lại có cái ý tưởng đó. Nhưng thực sự đã là một giọt nước mắt rơi xuống ngay dưới chân thập giá. Vậy thì cha đâu có bỏ con. Cha đâu có bỏ con, nhưng mà cha đang ở đó với con. Nhưng mà trong thân phận con người, trong cái giới hạn của một con người, kêu lên như thế để mà diễn tả con hết chịu nổi rồi. Đau đến mức độ mà cha ơi, tại sao cha bỏ con? Nhưng mà cha đâu bỏ con. Vậy thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, cái cảm giác mà chúng ta thiếu vắng Thiên Chúa, thiếu vắng tình yêu của Thiên Chúa là một cảm giác không có thật. Chúng ta luôn luôn, luôn luôn được Thiên Chúa yêu thương mọi giây, mọi phút trong đời của chúng ta. Và bao lâu, cái cảm giác này nó rất là đơn giản nhưng nó rất là quan trọng. Một lúc nào đó quý ông bà anh chị em cảm thấy đau khổ, mà quý ông bà anh chị em để cho cái cảm giác được Thiên Chúa yêu thương đó nó xảy đến trong tâm hồn của mình, quý ông bà anh chị em sẽ khác lắm, sẽ mạnh mẽ lắm, sẽ được biến đổi ngay cái giây phút đó. Bởi vì lúc đó là cái lúc mình để cho Thiên Chúa được ở trong mình, mình được ôm ấp, mình được nâng đỡ bởi chính cái tình yêu của Thiên Chúa. Và đó là một sự thật. Còn bao lâu mình quên cái cảm giác đó đi, làm được Thiên Chúa yêu thương là mình đau khổ, là những cái khác nó sẽ nhảy vào ngay lập tức. Đấy, cho nên hôm nay chúng ta xin nhớ cho con cái điều này. Và không chỉ hôm nay, nhưng lúc nào đó trong đời sống của chúng ta hãy nhắc cho nhau điều này. Đấy. Cho nên cái cảm nghiệm về sự thiếu vắng tình yêu, thiếu vắng Thiên Chúa là không có thực. Nếu có, đó là do chính chúng ta không mở lòng ra đủ và không tin đủ để đón nhận tình yêu và sự hiện diện yêu thương của Ngài mà thôi. Tác giả của cuốn Cuộc Chiến Thiêng Liêng, John Labriola, nói trong tác phẩm của ông rằng ngay cả ma quỷ trong hỏa ngục cũng chỉ tồn tại do bởi sức sống của Thiên Chúa trong chúng. Lạ lùng chưa? Ông nói mạnh chưa? Ngay cả ma quỷ trong hỏa ngục cũng chỉ tồn tại do bởi sức sống của Thiên Chúa ở trong chúng. Sức sống này là tình yêu của người, cho dù tên quỷ đó ở trong hỏa ngục, bởi chúng tự ý muốn thế, vĩnh viễn không có thể quay trở lại với tình yêu của người, Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng. Bởi vì tự bản chất Thiên Chúa là tình yêu. Tự bản chất Thiên Chúa là tình yêu. Trong đời sống của chúng ta, có đôi khi chúng ta cảm nhận cái sự thiếu vắng Thiên Chúa này. Và đôi khi cái cảm nhận đó, kính thưa quý ông bà và anh chị em, nó là cái trò ma mãnh của tên xấu xa, cốt để cho chúng ta nghĩ rằng chúng ta đang thiếu thốn tình yêu. Và khi cái cảm giác thiếu thốn tình yêu ấy nó xuất hiện ở trong lòng chúng ta, thì tự nhiên chúng ta sẽ cảm thấy có một vết thương nhẹ nhẹ nào đó. Và nó làm cho chúng ta cảm thấy cái phương dược chữa lành vết thương của chúng ta có thể được tìm thấy từ phía bên ngoài Thiên Chúa. Và đó là cám dỗ. Và từ đó con người xả thân đi tìm kiếm những bù đắp ở bên ngoài. Và thế là tội lỗi xảy ra. Và tội lỗi không có khả năng chữa lành. Bởi vì khi chúng ta cảm thấy chúng ta thiếu vắng Thiên Chúa, thì tự nhiên mình có một cái vết thương
nhẹ nhẹ nào đó trong lòng của mình. Và mình cứ nghĩ rằng những cái tìm kiếm đó, những cái bù đắp đó, nó có thể chữa lành được cái cảm nhận đó, cảm giác đó. Nhưng không, tội lỗi không có khả năng chữa lành, nhưng lại càng gây cho những tổn thương, những thiệt hại nặng nề hơn. Chào cha. A break. Đấy. Dạ vâng. Đấy thì con xin tóm lại cái phần này để con chuẩn bị qua thêm một cái phần nữa. Có nghĩa rằng chúng ta luôn luôn được Thiên Chúa yêu thương. Cái cảm giác mà chúng ta không được Thiên Chúa yêu thương đó, nó là một cảm giác không thật. Cái này xét về mặt tâm lý, quý ông bà anh chị em, nó quan trọng lắm. Nó rất quan trọng. Bởi vì nếu mà một giây thôi mà Thiên Chúa, mà chúng ta ở ngoài cái sự tình yêu của Thiên Chúa, cái sức sống của Thiên Chúa, là chúng ta không còn tồn tại nữa. Và đó là đức tin của chúng ta. Nhưng mà đôi khi chúng ta đâu có sống như vậy. Chúng ta vẫn sống ngoài tình yêu của Thiên Chúa vậy. Cho nên mình đói khát, mình đau khổ, mình thèm thuồng, mình tìm mọi cái để mà lấp đầy cái khoảng trống đó trong lòng của chúng ta. Rồi bây giờ chắc chúng ta nghỉ 5 phút ha. Trước khi chúng ta nghỉ, chúng ta hát lại cái bài kia một chút. Nguyện xin cho con biết Chúa, và xin cho con biết con, để con đường gặp gỡ Chúa, để con tìm lại chính con. Rồi chúng ta biết chúng ta một chút chút rồi đó. Chúng ta biết Chúa chút chút rồi đó. Rồi, qua cái phần sau xin Chúa cho chúng ta biết Chúa nhiều hơn. Và bây giờ con xin mời quý ông bà anh chị em take a break. Checking. Ok. Anh chị em, chúng ta nghỉ khoảng chừng 5 phút thôi nhá. Chúng ta sẽ kết thúc đúng vào lúc 9 giờ để anh chị em còn đi về nhà nghỉ ngơi, ngày mai đi làm. Cha giảng phòng sẽ bắt đầu 5 phút nữa và chúng ta sẽ có câu hỏi và trả lời khoảng chừng 8 giờ 40. Khoảng 20 phút, 9 giờ đúng chúng ta sẽ kết thúc. Và nếu anh chị em nào có câu hỏi gì xin vui lòng, nếu được anh chị em viết xuống xong rồi bỏ ở hai cái giỏ ở cuối nhà thờ đó. Rồi hôm nay hoặc là tối mai cha giảng phòng sẽ cố gắng để mà giải đáp cho anh chị em. Cảm ơn anh chị em. Ở dưới này có giấy và có bút ở dưới này để sẵn dưới đây. Ai có câu hỏi gì chúng ta có thể viết vào để bỏ vô trong cái giỏ ở hai bên này nhé.
Con xin cảm ơn quý ông bà anh chị em. Con chưa đến vào cái phần chính gì hết, đã thế sợ rồi. Thôi chắc là cái phần câu hỏi để ngày mai đi nhờ. Nhá. Bây giờ con xin tiếp tục để con được chia sẻ với quý ông bà anh chị em cái phần mà con thao thức nhất muốn nói với quý ông bà anh chị em. Rồi bây giờ chúng ta hát với nhau một lần nữa ha. Nguyện xin hài chung, nguyện xin cho con biết Chúa, và xin cho con biết con, để con đường gặp gỡ Chúa, để con tìm lại chính con. Rồi như con nói hồi nãy đó, là cái cảm nhận mà chúng ta không cảm nhận được Thiên Chúa yêu thương chúng ta, đó là một cảm nhận không có thật. Và bao lâu chúng ta trở về với cái cảm nhận đó đó, là chúng ta có sự bình an rất là sâu xa trong lòng của mình. Cho nên kính thưa quý ông bà anh chị em, tại sao cái người con hoang đàng ở trong tin mừng đó, anh ta lại xin cha mình một số tiền để mà ra đi? Có phải là bởi vì cha không thương anh ta không? Cha rất là thương anh ta, nhưng mà bởi vì cái lỗi là anh ta không cảm nhận được điều đó. Và chính vì vậy, cho nên anh ta muốn lấp đi cái chỗ mà trong lòng của anh ta không cảm nhận được. Cho nên anh ta cứ nghĩ rằng bên ngoài thế gian kia, với cái đồng tiền mà cha chia cho mình đi ra ngoài bên ngoài thế gian kia, thế gian sẽ ban cho mình sự bình an. Nhưng có phải vậy không? Không phải vậy. Cái kết thúc của anh ta là sự nhục nhã đến ê chề. Những cái vết thương trong lòng nhân loại này hay trong tâm hồn của mỗi người chúng ta sẽ không còn cho đến khi nào ta cảm nghiệm sâu xa theo một cách thức mà ta chưa thể hiểu trước đây rằng Thiên Chúa là tình yêu, và bạn đã luôn luôn, đang luôn luôn và sẽ luôn luôn được Ngài yêu thương. Cái điều đó rất quan trọng trong đời sống của chúng ta, kính thưa quý ông bà anh chị em. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, không biết năm ngoái con nói chưa, nhưng hôm nay con xin quý ông bà anh chị em cái điều này. Đó là bây giờ mỗi lần mà chúng ta rước Chúa vào lòng đó, chúng ta xin Chúa điều gì? Chúng ta xin Chúa điều gì? Ý con không muốn hỏi quý ông bà anh chị em là quý ông bà anh chị em xin Chúa điều gì đâu nha. Nhưng mà quý ông bà anh chị em đã xin Chúa điều gì trong cái kinh nghiệm của mình? Mỗi lần mình rước Chúa vào lòng, mỗi lần Chúa Jesus ở gần chúng ta nhất, chúng ta xin Chúa điều gì? Xin Chúa cho mình bình an, xin Chúa cho con cái này, cho chồng con cái kia, cho. Con nhớ hồi đó con còn nhỏ, các giáo lý viên dạy con rằng ơn cần cầu xin nhất là ơn cho con biết Chúa yêu con nhiều như thế nào để con biết yêu Chúa lại. Nhớ nha. Cho nên xin quý ông bà anh chị em, mỗi lần chúng ta rước Chúa vào lòng, hãy xin Chúa điều đó đi. Và điều đó là Chúa muốn nhất. Và điều đó là điều quan trọng nhất. Và khi chúng ta có cái đó ở trong lòng rồi, thì cho dù cái con thuyền cuộc đời của chúng ta nó ở cái giai đoạn nào của cuộc sống, lên gành xuống thác, chúng ta vẫn bình an. Và cái điều đó là Chúa đã muốn ban. Nhưng mà cái tâm lý của mình đó, mình có nhắc mình hay không, mình có sống cái điều đó hay không, mình có được hay không đó, là ở mình. Đấy, cho nên cái điều khó khăn nhất đối với chúng ta là chúng ta không tin là Chúa yêu thương chúng ta. Ngay cả khi chúng ta cầu nguyện cũng vậy, chúng ta cũng đâu có tin rằng mình xin Chúa ban cho mình đâu. Xin thì xin vậy thôi. Được thì được, không được thì thôi. Chứ mình đâu có dám tin rằng con biết chắc rằng Chúa sẽ ban cho con. Cho nên nhiều người đến đền thánh xin ơn lắm. Nhưng mà cuối cùng khi con chia sẻ với người ta điều này, sau đó người ta bảo thôi cha, con không xin nữa. Quý ông bà anh chị em biết con chia sẻ với họ điều gì không? Là điều mà con vừa mới nói trong đây. Là chúng ta có tin rằng Chúa thương mình không? Và Chúa muốn ban cho mình điều tốt nhất không? Có không? Con không tin. Là bởi vì nếu như chúng ta tin như vậy đó, thì được hay không được, chúng ta vẫn bình an. Con nói ví dụ này, bây giờ quý ông bà anh chị em có một đứa con gái mới 13 tuổi. Nó nói mẹ ơi, bây giờ ngày nào con cũng phải đi bộ, đi từ nhà ra trạm xe buýt, rồi đi từ trạm xe buýt đến trường học. Ngày nào cũng có tuyết như vậy, con đi con mệt quá, lạnh quá, mẹ mua cho con chiếc xe để con đi học đi. Mình có muốn mua cho nó không? Mình có muốn mua cho nó không? Muốn phải không cơ? Rõ ràng mình muốn mua cho nó. Nhưng không được con ạ, mẹ không thể cho con chiếc xe bây giờ được. Là bởi vì con chưa có bằng.
Con cứ học đi, con vào college đi, rồi mẹ sẽ mua cho con chiếc Lexus. Bởi vì rõ ràng là tình thương của mẹ dành cho con chỉ khi mẹ không có tiền thôi. Chứ nếu mà mẹ có tiền đó, thì mẹ sẽ mua cho con xe tốt nhất để con đi. Để con lên mặt lên mày với bạn bè của con nữa. Nhưng mà nó thì nó không tin. Nó bảo tại sao mẹ không cho con? Mẹ không có thương con. Mẹ mua cho con ngay bây giờ. Nó đâu có tin rằng mẹ nó thương hơn chính nó biết. Chúng ta cũng vậy. Khi chúng ta xin Chúa một điều, chúng ta có thực sự tin rằng Chúa ban cho chúng ta điều tốt hơn không? Hay là mình cứ muốn điều đó phải được ngay bây giờ? Con người chúng ta chỉ nhìn được có một đoạn như vậy thôi. 10 năm, 20 năm cùng lắm là cuộc đời này. Còn Thiên Chúa của chúng ta, Ngài nhìn thấy tất cả mọi sự cùng một lúc. Ngài nhìn thấy trong, Ngài nhìn thấy ngoài, Ngài nhìn thấy trên, Ngài nhìn thấy dưới, Ngài nhìn thấy trái, Ngài nhìn thấy vải, Ngài nhìn thấy trước và Ngài nhìn thấy muôn đời. Và nếu Ngài nhìn thấy như vậy, thì Ngài có thể có muốn ban cho chúng ta cái điều mà có thể ngày hôm nay là tốt, nhưng mà ngày hôm sau nó có hại cho chúng ta không? Không thể được. Cho nên Thiên Chúa yêu thương chúng ta và Ngài muốn điều tốt nhất cho chúng ta. Nhưng mà chúng ta không tin, cho nên chúng ta không bình an, chúng ta không hạnh phúc, chúng ta không tin rằng chúng ta được yêu thương. Chứ còn nếu mà mình tin á, thì khác. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta đọc lại Kinh Thánh đi thì chúng ta thấy những người phụ nữ hiếm muộn trong Kinh Thánh là những người khóc lóc, nài nỉ Chúa, lạy Chúa, đây là một nỗi nhục của con. Tại sao Chúa để cho con gọi là hiếm muộn như thế này? Và khóc lóc, cầu nguyện cứ thế. Nhưng mà khi Chúa ban điều gì? Quý ông bà chị em đọc lại tất cả những người phụ nữ trong Kinh Thánh hiếm muộn. Khi Thiên Chúa ban cho họ những người con lãnh đạo dân tộc Israel. Bà Elizabeth là ai nếu không phải là một người hiếm muộn? Gioan Tẩy Giả là ai khi được sinh ra? Rồi nhiều các tiên tri khác cũng giống như vậy. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, mình nói mình con tin Chúa yêu con, không có đâu. Đức tin của chúng ta còn yếu lắm, cho nên mình xin Chúa tăng thêm đức tin cho chúng ta. Chứ còn nếu mà chúng ta tin rằng Thiên Chúa yêu chúng ta đó, thì ngay tức khắc lúc đó chúng ta cảm thấy rất là bình an. Bởi vì Thiên Chúa là đấng quyền năng, đấng yêu thương chúng ta, thì còn gì để chúng ta phải sợ. Nhưng mà cái sâu xa nhất trong lòng mỗi người chúng ta đó là tình yêu của Thiên Chúa. Vậy thì khi mà chúng ta không tin thì chúng ta không được. Nhưng khi chúng ta tin là chúng ta sẽ được. Cho nên điều khó khăn nhất còn muốn nói lại là chúng ta không tin rằng Chúa luôn yêu thương chúng ta. Chính vì vậy cho nên Chúa Giêsu mới nói các con phải cầu nguyện luôn luôn. Cầu nguyện là nhắc mình về một Thiên Chúa yêu thương mình. Ngày mai chúng ta sẽ tiến tới một cái chỗ gọi là Thiên Chúa yêu thương chúng ta rất cụ thể, nơi con của Ngài. Và không còn một tình yêu nào lớn hơn như vậy được nữa. Và khi chúng ta không tin và không cảm nhận được rằng Thiên Chúa luôn yêu thương chúng ta, thì tức khắc cái cảm nhận sự thiếu vắng Thiên Chúa ấy nó sẽ tràn vào trong chúng ta. Bởi vì con người luôn khát khao được yêu thương, cho nên cái sự khát khao ấy nó tạo ra trong bạn những vị Chúa khác, để một lần nữa bạn có thể cảm nhận được tình yêu. Cho dẫu cái vị Chúa mà bạn đang tôn thờ là vô thực và tình yêu bạn nhận thức là giả tạo, bạn vẫn tích cực ủng hộ và bảo vệ cho cái vị Chúa đó. Ông Chesterton là một diễn giả. Ông nói như thế này: tất cả những ai gõ cửa nhà thổ đều đang đi tìm chính Thiên Chúa. Nhà thổ là nhà gì? Quý ông bạn chị em biết rồi phải không? Nói theo ngôn ngữ của thời đại kỹ thuật số ngày hôm nay, tất cả những ai xem phim ảnh dâm ô là những người đang đi tìm chính Thiên Chúa. Tại sao vậy? Tại sao ông ta lại dám nói như vậy? Tại sao cơ? Tất cả những người ngoại tình á, là những người đang đi tìm chính Thiên Chúa. Và đó không phải kinh nghiệm của ông đâu, mà kinh nghiệm của Thánh Augustino. Augustino thường người ta coi Ngài như một vị thánh của hoang đàng, của ăn chơi trác tán. Nhưng không phải vậy. Ngài đi tìm chính cái chân lý của đời Ngài. Ngài đi tìm cái gì đó mà nó mang lại cho Ngài hạnh phúc nhất. Và Ngài đã đi tìm sai chỗ. Ngài đã tìm trong tất cả mọi sự nổi tiếng của triết học, sự khôn ngoan của con người, sự giàu có.
Rồi Ngài đi tìm chính trong cái nhục dục của đời Ngài. Nhưng mà cuối cùng Ngài nói điều gì? Lạy Chúa, con đã yêu Chúa quá muộn màng. Con đã yêu Chúa quá muộn màng. Con đang yêu Chúa, con đang đi tìm Chúa ở ngoài thế gian kia. Nhưng Chúa không ở kia, ngoài kia, mà Chúa ở ngay đây với con. Và sau cùng, ông đã phát hiện ra Thiên Chúa thực sự là ai. Đấy, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Và đó cũng là kinh nghiệm của mỗi người chúng ta thôi. Bởi vậy cho nên khi chúng ta phạm tội, không phải là chúng ta muốn điều xấu đâu. Chúng ta phạm tội bởi vì tội nó mang cho chúng ta cái cảm giác sung sướng. Bất kỳ tội đó là tội gì. Nhưng mà cái đó nó không phải là vị Chúa thực sự. Không phải là vị Chúa mang cho chúng ta cái sự bình an mà tình yêu thực sự. Mà đó là một vị Chúa giả tạo. Mà cái đau khổ của mình là mình lại muốn bảo vệ cái vị Chúa đó. Chúng ta để ý chỗ này. Tất cả những tội lỗi chúng ta phạm đều là những nỗ lực lấp đầy khoảng trống của mình bằng cách tạo ra vị Chúa khác. Thực ra không tạo được gì cả. Dù vậy, nó mở cửa cho Satan vào khai thác nỗi đau và làm cho bạn xa rời Thiên Chúa một cách đích thực hơn. Thế gian và xác thịt được Satan trợ giúp và xúi dục lừa phỉnh bạn trong việc tạo ra một vị Chúa vô thực và hữu hạn để tôn thờ. Vị thần được tôn thờ thường là gì? Tiền bạc, thường là dục vọng, thường là quyền lực. Và tất cả đều phí công hoài sức để có thể lấp đầy cái khoảng trống ở trong tâm hồn của chúng ta. Trong thế gian này, kính thưa quý ông bà và anh chị em, chúng ta tìm đâu ra được một con người mà vì tiền bạc, vì quyền lực, vì những nhục dục xác thịt mà làm cho con người đó có sự bình an thực sự. Satan, kẻ thù của chúng ta, nó sẽ cung cấp đầy đủ chứng cớ để cho thấy việc chạy theo tiền bạc, dục vọng và quyền lực là phương thế giúp bạn trải nghiệm tình yêu mà bạn đang khao khát. Nó sẽ dụ bạn dính mồi, tưởng thưởng và khuyến khích bạn gia tăng nỗ lực trong việc tạo ra một cảm nhận lệch lạc về tình yêu. Như một người nào đó, người ta buôn ma túy chẳng hạn, người ta cho bạn dùng những cái mẫu hàng thử để rồi sau đó mắc vào. Và một khi Satan đã giam hãm bạn, thì nó sẽ làm cho bạn trở nên mê muội, rối bời để bạn không thể trốn thoát được. Vậy thì chúng ta đừng để cho bị mắc lừa, lạc thú và xác thịt phù du, và trên hết là sự dối trá của Satan. Năm ngoái con cũng đã nói một chút về cái điều này rồi. Làm sao để thoát được? Cầu nguyện. Chúa Giêsu nói rồi, cầu nguyện. Không một số lượng hữu hạn nào lại có thể thỏa mãn được cái đã được tạo ra cho vô biên. Con đọc lại. Không một số lượng hữu hạn nào lại có thể thỏa mãn được cái đã được tạo ra cho vô biên. Mỗi người chúng ta là vô biên. Cho nên người ta mới nói đó, vô đáy mà. Phải không cơ? Vô đáy không bao giờ đủ được hết. Nhưng mà mình lại lấp cái vô đáy đó bằng những cái rất là hữu hạn, thì làm sao mình bình an được? Làm sao mình cảm thấy thỏa mãn được? Trong khi đó Thiên Chúa ngay đó, một cái nhận thức rằng con được yêu thương đầy đủ, được yêu thương đầy tràn bởi một Thiên Chúa ngay đó và lấp ngay luôn. Mình lại không có trở lại với cái cảm nhận đó, với cái nhận thức đó, thì làm sao mình có thể lấp được cái vô biên ở trong mình? Cho nên Thánh Thomas Aquino nói rằng không một tạo vật nào có khả năng lấp đầy tâm hồn con người, chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể đổ đầy nó đến vô cùng mà thôi. Chỉ một mình Thiên Chúa mới có thể lấp đầy tình yêu nơi con người mà thôi, bởi vì Thiên Chúa là tình yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Và khi ta cảm nghiệm thiếu vắng tình yêu, có nghĩa là ta cảm nghiệm thiếu vắng Thiên Chúa. Giống như trong bài tin mừng lúc đầu chúng ta vừa nghe vậy, người phụ nữ này có bao nhiêu cơn khát? Bà ấy có 2 cơn khát. Cơn khát đầu tiên là cơn khát đi múc nước mà uống. Nhưng mà sau cùng Chúa Giêsu cho thấy bà có một cơn khát khác nữa. Và cái cơn khát này nó được thể hiện qua 5 đời chồng của bà ta. 5 người rồi mà vẫn chưa thỏa mãn, đang sống với một người là người thứ 6. Nếu như ngày hôm nay mà bà không gặp Chúa, thì chắc có lẽ rằng cái list về những người chồng của bà nó sẽ còn kéo dài hơn nữa.
Chắc chắn là như vậy. Bởi vì năm rồi, có gì đảm bảo là không phải là 10? Phải không cơ? Đó, nhưng mà hôm nay bà gặp được Chúa, thì bà đã nói, lạy Thầy xin ban cho tôi cái nước đó. Bài tin mừng này rất là hay. Ban đầu, ai là người xin? Chúa xin. Chị ơi, chị cho tôi một chút nước. Nhưng mà cuối cùng, ai là người xin? Chị ta xin. Cho nên trong thực tế cuộc sống của mỗi người chúng ta, kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa đang xin chúng ta. Con ơi, cho ta một chút nước. Và cái xin đó sau cùng là trên thập giá kia kìa. Ta khát. Chúng ta có nghe thấy cái nỗi khát đó của Thiên Chúa trong cuộc sống của ngày hôm nay không? Chúng ta có nghe thấy cái nỗi khát đó của Thiên Chúa trong lòng mình không? Chúng ta có nghe cái nỗi khát đó của Thiên Chúa trong gia đình mình không? Nếu chúng ta không nghe được và chúng ta không làm cho Thiên Chúa thỏa được cơn khát đó, chúng ta là những người khốn nạn. Bởi vì khi mà chúng ta không cố gắng làm cho Thiên Chúa thỏa được cơn khát đó, chúng ta sẽ không có khả năng tự mình để vượt qua chính cơn khát của mình. Và đó là cái chớ trêu của cuộc sống con người. Ta khát, cho ta một chút nước. Một chút nước đó là cái gì vậy? Là 5 phút cầu nguyện mỗi ngày. Một chút nước đó là gì vậy? Là những ngày đi lễ hàng ngày lắng nghe lời của Chúa. Một chút nước đó là gì vậy? Là đây, chúng ta đang ngồi đây với nhau để mà ôn lại cái tình Chúa dành cho chúng ta. Một chút nước thôi, nước lã thôi. Nhưng mà khi chúng ta cho Chúa, thì chúng ta phải xin lạy Chúa, xin cho con một chút nước hàng sống của Chúa. Và chỉ một chút nước thôi, một chút nước mà từ đầu giờ cho đến bây giờ con đang cố gắng để nhắc cho quý ông bà và anh chị em, đó là cái ý thức rằng chúng ta được yêu thương bởi một Thiên Chúa, được yêu thương tràn đầy bởi một Thiên Chúa. Và khi chúng ta có cái cảm nhận đó rồi đó, chúng ta sẽ không sợ sệt nữa. Bởi vì chúng ta tin rằng Chúa yêu con. Chúa yêu con. Thực sự kính thưa quý ông bà và anh chị em, đời sống linh mục của anh em tụi con đôi khi cũng rất là sợ. Bởi vì mình không biết được ngày mai nó sẽ như thế nào. Ai dám đảm bảo mình sẽ tu cho đến lúc chết? Ai dám đảm bảo là ngày mai mình không bị một cái gì đó? Nhưng mà có một điều con hy vọng rằng là một sức mạnh cho các linh mục, cho các tu sĩ chúng con, đó là chúng con tin Chúa yêu con. Và bởi vì Chúa yêu con, cho nên con đi đâu cũng được, con làm gì cũng được, con ở với ai cũng được. Và lúc đó Chúa gỡ con người tự nhiên của chúng con ra khỏi sự ích kỷ. Còn cái khó khăn cho quý ông bà anh chị em sống trong đời sống hàng ngày của mình là bởi vì mình quen cái đảm bảo rồi. Phải có bảo hiểm cơ, phải thế này thế khác, sống năm nay nghĩ cho sang năm rồi. Cho nên nhiều khi mình không có dám buông ra. Và khi mình không dám buông ra như thế thì bao nhiêu cái ích kỷ cứ càng ngày nó càng đắp dần và nó trở nên những cái nặng nề cho chúng ta. Cho nên cái sự khác biệt giữa chúng ta với nhau, người nào đó thanh thoát được là người dám tin rằng Chúa yêu con. Có vậy thôi, kính thưa quý ông bà anh chị em ạ. Vậy thì những thánh lễ, những giờ cầu nguyện của mình, những lần mình lắng nghe lời Chúa, những lần mình rước Chúa vào lòng, đó lại chẳng phải là những lúc mà Chúa nhắc cho mình là ta yêu con sao? Đấy, Chúa vẫn đang khát. Và Chúa xin chúng ta cho Chúa một chút nước. Xin Chúa ban cho chúng ta ngang qua cái buổi tĩnh tâm ngày hôm nay, giống như người phụ nữ vậy, nhận ra cơn khát của Chúa. Đồng thời cũng nhận ra chính cơn khát của mình và dám lấp đầy lòng mình, dám tin rằng lạy Chúa yêu con, Chúa yêu gia đình con, yêu chồng con, mặc dù ông chồng con, ông đang rất là khốn nạn. Chúa yêu đứa con của con, mặc dù con biết rằng ngày mai nó chết, nó sẽ xuống hỏa ngục, nhưng mà con tin rằng Chúa yêu nó. Chúa yêu bản thân con, mặc dù con nhìn lại cuộc đời quá khứ của con, chẳng còn gì nữa Chúa ạ. Nếu con chết, con nghĩ chắc con xuống hỏa ngục. Nhưng mà quý ông bà anh chị em có tin rằng nếu chúng ta tin đủ thì Chúa có thể thanh tẩy chúng ta một cách hoàn toàn để chúng ta một phát lên với Chúa không? Cho nên Chúa nói tin thôi. Mình có tin không? Mà cái tin đó không chỉ bằng miệng đâu nhá. Tin bằng cái tâm của mình thực sự. Quý ông bà anh chị em biết vị thánh đầu tiên trong Kinh Thánh là ai không? Là ai? Là ai cơ? Aram hả cơ? Abraham hả cơ? Chúng ta nhớ không? Ngay đêm nay, ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Đêm nay chứ không phải là ngày mai.
Ngay đêm nay ngươi sẽ ở trên thiên đàng với ta. Lạy thầy, xin thầy nhớ đến tôi cùng. Chúa tuyên bố luôn, ông đó là ông thánh đầu tiên trong kinh thánh. Chúa tha trắng luôn. Ngay đêm nay, chứ không phải là ngày mai nữa nha. Ngay đêm nay, vậy thì ông là thánh chứ còn gì nữa. Ông còn làm thánh trước cả Phêrô, trước tất cả mọi người. Ông là ai? Cho nên chúng ta có tin không? Đấy, vậy thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, chính vì tình yêu mà nó làm cho chúng ta bị tổn thương. Bởi vì chúng ta đi tìm tình yêu ở những chỗ sai chỗ. Và cũng chỉ vì tình yêu mà nó gây cho chúng ta những thương tích không có thể quên được. Nhưng mà kính thưa quý ông bà và anh chị em, cũng chỉ vì tình yêu mà cái đấng trên kia kìa mang những thương tích ở trên mình. Vì ai? Vì yêu. Và khi chúng ta yêu Chúa thực sự, chúng ta phải mang thương tích. Còn bằng không, đó không phải tình yêu. Đừng có tưởng yêu Chúa mà dễ. Phải không các sơ? Chắc chắn trong lòng các sơ có một cái thương tích gì đó. Nhưng mà thương tích nó cũng có nhiều loại. Thương tích bởi vì hy sinh, bởi vì tình yêu thì nó khác. Thì nó khác. Cái thương tích đó có khả năng thánh hóa mình và thánh hóa những người khác. Còn thương tích bởi tội mình gây ra đó, thì nó có khả năng giết mình và giết những người khác nữa, nếu thương tích đó không được chữa lành. Cho nên tình yêu và thương tích là như vậy. Nếu chúng ta dám yêu thì chúng ta phải dám chấp nhận mang thương tích. Và những cái thương tích đó là những cái thương tích được hợp với cái thương tích của đấng đã vì yêu mà mang thương tích của mỗi chúng ta. Xin Chúa ban cho chúng ta có cái cảm nhận đó, rằng chúng ta dám tin rằng lạy Chúa, con Chúa yêu con. Mà thực sự là vậy. Quý bạn chị em cứ bình tĩnh mà nghĩ lại, nhìn lại, đo lại cuộc đời mình đi. Chúa yêu mình đến nhiều như thế nào nữa. Mà đến giờ này mà còn không tin nữa thì đến bao giờ mới tin? Tin ở đây không có nghĩa là đọc kinh, đi lễ các thứ đâu nhỉ. Mà nó là tin là Chúa uốn, Chúa bẻ được cái lòng của mình ấy. Cái sự gọi là ghê gớm trong lòng mình. Thế thì khi mà được cái điều đó thì con nói thật quý bạn chị em rất là tự do. Và Chúa cứu chúng ta là theo nghĩa đó, cứu ngay bây giờ, ở đây, trong cái cuộc sống này. Chứ không phải chờ mai mốt cứu là lên trên thiên đàng đâu. Cái đó là chuyện đương nhiên rồi. Cái đó chỉ là kết quả đến từ cái cuộc sống này thôi. Thế thì xin Chúa ban cho chúng ta giống như bài hát vậy. Xin Chúa cho con biết Chúa và cho con biết con. Xin Chúa cho con biết những vết thương của con. Vết thương này con mang bởi đâu? Bởi tội con hay bởi tình yêu con dành cho Chúa, con dành cho người khác? Vậy cũng xin cho con biết Chúa mang những vết thương tích vì chính con. Đó là một sự thật đó, kính thưa quý ông bà anh chị em ạ. Và thế giới của chúng ta ngày hôm nay, người ta quên điều đó. Cho nên muôn vàn những vết thương bị gây ra. Và những vết thương đó nó còn làm cho muôn vàn những con người đau khổ. Amen. Bây giờ chắc cũng hơi trễ quá, 15 phút của quý ông bà anh chị em rồi. Thôi để ngày mai mình sẽ hỏi nhau nhá. Xin quý ông bà anh chị em nhá. 9 giờ mấy à, vậy hả? Con hết chưa cha? Con thấy cha cứ đi ra đi vào nên con sợ hết giờ. Dạ. Con tại vì cứ sợ hết chứ. Ồ, nghe mày hả? Ồ, dạ. Dạ. Vậy thì nói tiếp nha. Con tưởng hết giờ đấy chứ. Đấy, kính thưa quý ông bà anh chị em, giống như con nói hồi nãy đó, nếu như cái người phụ nữ Samari hôm nay mà không gặp được Chúa thì cái list của bà ta nó còn dài lắm. Cái list của bà ta nó còn dài lắm, bởi vì tại sao vậy? Tại vì trong lòng của bà ta vẫn có một sự khát khao khôn nguôi. Và bà ta đã đi lấp cái khát khao đó bằng những người đàn ông. Bằng những người đàn ông. Vậy thì nếu bà ta không gặp Chúa ngày hôm nay thì cái list đó của bà vẫn còn tiếp tục và tiếp tục, bởi vì bà vẫn cảm thấy khát khao
mà không có cái nỗi khát khao nào có thể lấp được cái nỗi khát khao trong lòng của bà. Và kính thưa quý ông bà và anh chị em, hình ảnh của người phụ nữ Samari không phải là chỉ có trong Kinh Thánh. Nhiều lắm những ông này, bà nọ có nỗi khát khao này của những người phụ nữ Samari này. Hết chồng này, vợ nọ, con này, con kia, xe này, xe nọ, nhà này, nhà kia, tỷ này, tỷ nọ, mà sao vẫn không thỏa được nỗi lòng, bởi vì vô đáy mà. Và cứ chạy theo cơn đói khát như thế thì ôi thôi, tâm hồn vướng mắc vào biết bao nhiêu những vết thương. Tin mừng hôm nay không cho chúng ta biết thêm gì về cái người phụ nữ Samari này, nhưng chắc chắn là sau khi mà bà gặp được Chúa thì bà sẽ dừng lại. Khi con người ta thiếu vắng tình yêu, hoặc khi người ta thiếu nhận thức về tình yêu, rằng người ta được yêu thương bởi một Thiên Chúa, thì người ta luôn tìm cách lấp đầy tâm hồn của mình bằng những hữu hạn và giả dối, thì cơn đói đó sẽ đói thêm, cơn khát đó sẽ khát thêm và làm cho người ta trở nên điên dại. Cuộc sống của chúng ta hôm nay là như vậy. Nó làm cho chúng ta quay cuồng trong cuộc sống hôm nay là như vậy. Với một số rất nhiều người, chính việc kiếm tiền đã trở nên cái chỗ để người ta lấp đầy cái cõi lòng của họ. Cũng cách đây mấy ngày trước khi con sang đây, một chị ở bên North Carolina gọi điện thoại cho con, bảo thưa cha, xin cha cầu nguyện cho đứa con gái đầu của con, nó mới lấy chồng mà bây giờ người ta khám cái thai của nó hình như là nó bị làm sao đó. Nhưng mà cuối cùng chị ta thú nhận rằng, nhưng mà xin cha cầu nguyện cho con là chính, bởi vì thưa cha, con không hiểu tại sao con rất mê tiền cha. Thú nhận như vậy luôn, con còn trong cái text của con kia, con rất mê tiền. Ngày Chủ nhật con có thể bỏ lễ để mà con đi làm. Con không hiểu tại sao vậy. Con nghĩ rằng chị biết là chị mê tiền, nhưng mà chị không điều khiển được cái đam mê đó của chị. Có ai trong chúng ta mê tiền không? Con mê tiền này. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, sách giáo lý Hội Thánh Công Giáo nói với chúng ta ở số 1472 hay 1427 chị con quên rồi. Cái sự ăn năn sám hối không phải là việc của con người, mà là việc của Thiên Chúa. Do ơn Chúa thúc đẩy và lôi kéo, con người chúng ta mới có thể khóc lóc thảm thiết với cõi lòng tan nát. Nhiều khi mình cứ nói sám hối, ăn năn và mùa chay là cái nỗ lực của bản thân mình, phải không? Không phải, đó là việc của Thiên Chúa. Với ơn Chúa kéo, lôi kéo và thúc đẩy, chúng ta mới biết gọi là sám hối ăn năn, và với một cõi lòng tan nát. Có ý muốn nói rằng chỉ có cái tình của Chúa đó mới làm cho chúng ta được biến đổi thôi. Chứ còn tự mình đó, mình yêu mình lắm, mình không có buông mình ra được đâu. Mà phải có một cái tình nào đó nó kéo mình lên, vì một cái gì đó mình mới làm được. Giống như trong kinh nghiệm tình yêu của quý ông bà anh chị em thôi. Khi mà mình yêu là mình mạnh lắm. Quý ông bà và anh chị em có yêu không? Hồi nãy đó là con nói là quý ông bà anh chị em có tin rằng Chúa yêu quý ông bà anh chị em không? Mà con chứng minh cho quý ông bà anh chị em thấy là nhiều khi mình không tin. Bởi vì lời cầu nguyện của mình không tin là mình được. Mình không tin rằng Chúa yêu mình nhất và ban cho mình điều tốt nhất. Bây giờ con hỏi lại quý ông bà anh chị em câu hỏi tiếp theo là: quý ông bà và anh chị em có yêu Chúa không? Có chắc không? Con không chắc con yêu Chúa. Con không chắc con yêu Chúa. Bởi vì nếu mà mình yêu thực sự đó, thì mình khác. Yêu như thể ngày đầu tiên mình fall in love with someone. Các sơ đã yêu ai bao giờ chưa? Con không biết. Nhưng mà con đã yêu rồi. Con biết tình yêu là gì. Nó mạnh lắm. Quý bà anh chị em nhớ lại ngày xưa khi lần đầu tiên mình yêu nhau thử xem. Nó đẹp như thế nào, nó mạnh như thế nào, nó tuyệt vời như thế nào. Chúng ta có yêu Chúa như vậy không? Hay là mình nghĩ là Thiên Chúa đâu có cần cái tình yêu đó. Mà trong con người chúng ta cái gì quý hơn cái tình yêu lúc đó? Mình phải yêu Chúa. Cho nên kính thưa quý bà anh chị em, đạo đức Chúa Trời có 10 điều răn. Thứ nhất, thờ phượng một Đức Chúa Trời và kính mến người trên hết mọi sự. Cùng lắm là chúng ta chỉ sống được cái vế thứ nhất thôi. Thờ kính gì? Thứ nhất,
thờ phượng một Đức Chúa Trời trên hết mọi sự. Chúng ta chỉ thờ phượng Chúa thôi, chứ còn chưa có yêu Chúa đâu. Con nói thật đó. Ngồi trong tòa giải tội, 25 người, con đếm. 25 người. Sau khi xưng tất cả các tội của mình, con hỏi, chị ơi, chị có yêu Chúa không? Im lặng không nói. Có một bà cụ, bà ấy, bà có yêu Chúa không? Chả nói gì. Bà có yêu Chúa không? Bà chả nói gì, con không có hiểu. Ngày xưa đó, bà có yêu ông không? Bà con yêu lắm chà. Bây giờ hết rồi. Ý con nói là bà có yêu Chúa như bà yêu ông ngày xưa không? Bà nói thực sự, con nói với cha rằng con không yêu Chúa, con chỉ thờ phượng Chúa thôi, con rất kính mến Chúa, chứ còn con không có yêu Chúa cha ơi. Mà con cũng không thấy Chúa yêu con. Mà sao Chúa yêu con được? Chúa sao Chúa yêu con được cha? Bà nói rất là thật lòng nha, kính thưa quý ông bà anh chị em. Nếu như chúng ta không yêu Chúa, không cần cái ông Giê-xu kia. Nếu chúng ta không yêu Chúa, chúng ta là đạo Do Thái. Nếu chúng ta không yêu Chúa, chúng ta là đạo Hồi. Chúng ta là đạo Kitô giáo. Chúng ta là đạo Thiên Chúa giáo. Chúng ta là đạo của tình yêu. Quý ông bà chị em có yêu Chúa không? Hôm nay hỏi mình cái điều đó đi. Bởi vì con nghĩ rằng đây là một điều rất quan trọng. Sau này con tin như thế, quý ông bà chị em gặp Chúa mặt đối mặt, Chúa sẽ không hỏi quý ông bà anh chị em, con ơi, con phạm bao nhiêu tội trong suốt cuộc đời của con? Con làm bao nhiêu việc phúc đức trong đời của con? Chúa không hỏi như vậy đâu. Chúa hỏi cái gì quý ông bà anh chị em biết rồi. Phê-rô, con có yêu thầy không? Không phải một lần nhá, ba lần. Con có yêu thầy không? Còn thầy có yêu con không thì con biết rồi. Chúa yêu chúng ta. Con nói là yêu nha, xin quý ông bà anh chị em nhớ là yêu. Và khi ông bà anh chị em yêu Chúa như yêu một con người, yêu thực sự như vậy, quý ông bà anh chị em sẽ khác lắm. Bởi vì cái cuối cùng là mình yêu Chúa, nơi chồng của mình, nơi con của mình, nơi những cái gì đó nó đang là gánh nặng trong đời mình. Và khi mình có cái động lực của tình yêu đó, we difference. Cho nên các thánh khác chúng ta ở một điều là các ngài yêu Chúa. Và các ngài chỉ chọn một điều thôi. Ông Kierkegaard, nhà triết học, ông nói như vậy. Các thánh khác chúng ta một điều là các ngài yêu Chúa. Và chỉ chọn một điều là yêu Chúa. Chỉ chọn một điều là làm mọi sự để đẹp lòng Chúa. Cho nên các ngài có một sức mạnh mà đối với một con người bình thường người ta làm không có được. Và bởi vì các ngài làm được là bởi vì các ngài yêu. Mình không có yêu đâu. Mình chỉ thờ thôi. Đi lễ là bởi vì sợ phạm tội. Giữ đạo là bởi vì sợ mai mốt xuống hỏa ngục. Chứ đâu có thấy trời ơi mình được yêu thương đến như vậy, làm sao mình không yêu được. Con hy vọng rằng các sơ cũng đã có cái kinh nghiệm yêu như vậy. Con nói thật, đi tu mà không yêu Chúa không tu được đâu. Mà không phải bởi mình yêu đâu, mà bởi vì Chúa yêu mình trước. Và Chúa kiên nhẫn với mình. Rồi một lúc nào đó trong đời mình mới nhận ra được cái sự thật đó. Mà người Công giáo chúng ta, con nói đa phần không có cái cảm nhận yêu đó đâu, kính thưa quý ông bà anh chị em ạ. Cho nên hãy xin Chúa cho con biết Chúa yêu con nhiều như thế nào. Ý con nói là yêu nha, chứ không phải là thương đâu. Yêu. Thiên Chúa là tình yêu. Và Ngài yêu chúng ta thực sự, Ngài yêu tha thiết. Ngài yêu tha thiết lắm. Yêu như hai con người yêu nhau vậy. Mới đây thôi này, có một bà cụ già người Mỹ, 72 tuổi rồi, đến khóc lóc, nói thưa cha, fiancé của con trở về với vợ trước rồi. Chịu nổi không? 72 tuổi rồi mà đến khóc lóc và xin cha cầu nguyện. Bởi vì cái người gọi là fiancé, tiếng Việt là gì? Hôn thê của con, bà dùng từ là fiancé của con, đã trở về với người vợ trước rồi. Mà bây giờ ông già rồi cha, ông nằm liệt rồi. Mà cứ mỗi lần con đến là ông nắm tay con rất là chắc. Và con nghĩ chắc là ông yêu con hơn người vợ trước của ông. Nhưng mà bởi vì ông sợ làm sao đó, bây giờ ông gần chết rồi, ông phải trở về với vợ ông thôi. Nhưng mà tình yêu là thực sự, nó có thật giữa hai cái người đó, 72 tuổi rồi. Tình yêu là có thật. Cho nên quý bà anh em đừng có tưởng là mình già là mình không có yêu nha. Già càng gừng thì càng cay. Bởi vì Thiên Chúa tạo dựng con người mình nên nó là như vậy, mình phải cảm nhận thấy được yêu.
Cho nên nhiều khi cha mẹ trong gia đình cũng vậy, chỉ có những cái hành động rất nhỏ của con cái thôi, nó làm cho mình ấm lòng là bởi vì mình cảm thấy con cái nó yêu thương mình. Chứ nhiều khi mình đâu có cần cái gì nữa đâu. Cho nên Thiên Chúa cũng khát khao tình yêu của chúng ta như vậy. Xin quý ông bà và anh chị em hãy tập yêu Chúa, bởi vì đó là bí quyết của hạnh phúc. Và khi chúng ta yêu, chúng ta dám chấp nhận mang những vết thương. Và đó mới là yêu thật. Tình yêu phải có sự hy sinh. Và sự hy sinh đó, nó làm cho tình yêu của chúng ta được chứng minh là sự thật. Cho nên trong suốt hành trình gọi là làm việc mục vụ của con cũng chỉ mong một điều đó thôi, là làm cho mọi người biết Chúa yêu họ như thế nào và làm cho họ yêu Chúa. Và con nghĩ that's it. Rồi quý ông bà anh chị em trong gia đình cũng vậy, giúp cho con của mình, giáo dục con cái của mình nó biết yêu Chúa. Thì quý ông bà anh chị em đã an tâm rồi. Sau này mình trả lời trước mặt Chúa, mình nói con đã làm hết sức của con rồi. Và nó cũng đã yêu Chúa. Và thứ hai nữa, tình yêu thì không bao giờ đủ. Tình yêu thì không bao giờ có cái perfect love hết á. Nhưng mà tình yêu đó nó được diễn tả ngang qua sự cố gắng của mình. Chúa đâu đòi chúng ta phải yêu Chúa một cách hoàn hảo đâu, như Chúa yêu chúng ta đâu. Mà chúng ta không thể nào làm được. Nhưng mà chỉ cần một chút thôi mà mình làm với tất cả tình yêu thì cái đó đã là yêu rồi. Đã là yêu rồi. Nhưng cho nên quý ông bà và anh chị em phải yêu Chúa. Bởi vì khi chúng ta yêu Chúa như vậy đó, thì chúng ta sống trong một cái cảm giác rất là lạ lùng. Mà thực sự là như vậy. Kính thưa quý ông bà và anh chị em, con nói ví dụ cuộc đời của quý ông bà anh chị em từ đây, khi quý ông bà anh chị em được sinh ra, cho đến cái đoạn kia là khi quý ông bà anh chị em ra trước mặt Chúa. Trong suốt một hành trình cuộc đời của mình, từ đầu kia đến đầu đó, ai là người ở với mình mãi mãi? Khi mình còn nhỏ đó, bố mẹ là tất cả. Bé bé như em bé đây này, phải không? Bố mẹ nó là tất cả thôi. Nó lớn lên một chút, nó đi học á, thì ai là tất cả? Bạn bè của nó là tất cả. Rồi nó lớn lên một chút, có người yêu, thì trời, anh là tất cả của em là tất cả của anh. Có phải vậy không? Hay là khi mà lấy nhau rồi đó, thì cái đứa con đầu tiên nó ra đời á, thì xin anh vào góc kia đi. Đứa con mới là tất cả của em. Rồi hai vợ chồng sống với nhau cũng vậy. Mình cứ nghĩ là mình sẽ sống với nhau đến đầu bạc răng long. Nhưng mà rồi chắc chắn cũng một người đi trước và một người đi sau. Và nếu chúng ta yêu Chúa thực sự, chúng ta sẽ biết cách yêu nhau. Một mình Thiên Chúa ở với chúng ta từ đầu kia cho đến cái cuối cùng mình gặp gỡ Ngài. Vậy đấy mà mình không có yêu Ngài. Mình không có yêu Ngài. Nếu quý ông bà anh chị em đi vào cái đôi giày của Thiên Chúa thì chúng ta cảm thấy tội nghiệp cho Chúa vô cùng. Chúa khát khao tình yêu của con người, khát đến mức độ xuống thế làm người giống như nó trong mọi sự. Vậy mà nó vẫn cứ lơ lơ vậy. Mà mình yêu Chúa đâu phải để cho Chúa. Chúa đâu có cần. Nhưng mà mình yêu Chúa để cho chính chúng ta. Để cho chính chúng ta. Cho nên kính thưa quý ông bà và anh chị em, Chúa yêu chúng ta đến mức độ như thế này nữa này. Ví dụ bây giờ quý ông bà anh chị em nhìn cái thân xác của con đây. Nhìn cũng được phải không ạ? Quý bà anh chị em nghĩ đây có phải là cái original copy của con không? Có phải không? Phải không? This is the first one mà. Nhưng mà kính thưa quý bà anh chị em, đây là cái second copy. Còn cái original copy của mình ở đâu? Tại sao vậy? Chú nói vậy hả? Con giải thích như thế này. Khi mà quý bà anh chị em muốn vẽ một cái gì, muốn vẽ một bông hoa đi, xuống cái tờ giấy trắng đó, thì cái bông hoa đó nó là cái second copy. Còn cái original đó, nó là ở trong cái tâm trí của quý ông bà anh chị em. Quý ông bà anh chị em không có hình ảnh về một bông hoa, chúng ta không thể vẽ nó xuống được. Cái original của chúng ta trong tâm trí của Thiên Chúa. Ngài tạo dựng đến chúng ta, Ngài có một cái kế hoạch cho chúng ta, Ngài có một cái hành trình yêu thương cho chúng ta ở chính trong cái tâm tưởng của Ngài rồi. Và chúng ta đã tồn tại. Cho nên là trong lời Chúa, trong sách Isaiah mới nói là ta đã yêu ngươi từ muôn thuở và sẽ còn yêu ngươi đến muôn đời. Là như vậy, cái tâm tưởng của Thiên Chúa đã có chúng ta trong đó trước khi Chúa tạo dựng nên chúng ta. Và Chúa đã ở đó với chúng ta suốt một hành trình như thế, ở với chúng ta để rồi cái cuối cùng chúng ta gặp gỡ Ngài. Cho nên cũng mới đây thôi, con phát hiện ra một điều như thế này. Tại sao trong Cựu Ước
Ai thấy Thiên Chúa là người đó phải chết. Tại sao vậy? Mình nghe mình có vẻ cảm thấy là Thiên Chúa gọi là quá gọi là như một ông thần hung dữ vậy không? Ai nhìn thấy là phải chết, giống như các vua hồi xưa vậy đó. Ai mà nhìn thấy long nhan là người đó sẽ bị chết ngay, chém cổ tự gọi là xử tử ngay, không được nhìn thấy khuôn mặt của vua. Vậy thì tại sao Kinh Thánh lại diễn tả rằng ai nhìn thấy mặt của Thiên Chúa là người đó phải chết? Mình mới nghe mình có vẻ thấy như là Thiên Chúa là một ông hung thần. Nhưng mà không phải vậy đâu, kính thưa quý ông bà anh chị em. Chúng ta cách xa mặt trời bao nhiêu dặm? Bây giờ giả sử như mà chúng ta gần mặt trời đó, mặt trời sẽ đốt cháy chúng ta ngay. Vậy thì cái tinh túy của mặt trời chứ không phải là, và cái giới hạn của chúng ta chứ không phải là bởi vì mặt trời quá dữ dằn đến mức độ đốt cháy hết chúng ta. Cho nên chúng ta phải tránh xa mặt trời, và khi chúng ta ra chúng ta chịu không nổi thì chúng ta phải trốn đi. Như vậy thì kính thưa quý ông bà và anh chị em, Thiên Chúa là tình yêu. Và cái tình yêu đó nó mạnh, nó tinh túy đến mức độ ai thấy Thiên Chúa là chết ngay lập tức. Bởi vì không có khả năng để đón nhận cái tình yêu đó ngay tức khắc. Ngay tức khắc. Như vậy thì trong suốt cuộc đời của chúng ta cũng vậy. Là những cơ hội mà Thiên Chúa cho chúng ta quen với cái tình yêu của Ngài. Và cứ thế mấy chục năm cuộc sống này, để cái cuối cùng khi chúng ta đối diện mặt đối mặt, chúng ta có khả năng đón nhận được một cái tình yêu quá tinh tuyền như vậy. Con không biết cái cách giải thích của con nó có làm cho quý ông bà anh chị em nhận ra được không. Nhưng đối với con nghĩ như vậy. Bởi vì tình yêu của Thiên Chúa quá tinh tuyền và quá mạnh đi. Cho nên mình không có khả năng để đón nhận được. Ví dụ cái mắt thịt này của mình ra, mình ra mình nhìn mặt trời là nó đốt cháy mắt mình ngay. Là bởi vì cái sức nóng của mặt trời, cái sự tinh tuyền của mặt trời nó quá tinh tuyền. Và mình không có khả năng để đón nhận. Vậy thì muốn đón nhận mặt trời mình phải đeo kính mát vào. Và kiếm mát đó là mấy chục năm cuộc sống của chúng ta đấy. Chúa ban cho chúng ta lần này lần khác, cơ hội này cơ hội khác, ơn này ơn khác, để cuối cùng mình có khả năng đón nhận được cái tình yêu tuyệt hảo đó của Thiên Chúa. Cho nên cái điều quan trọng nhất trong đời sống của mỗi người chúng ta là tình yêu. Mình nhận ra mình được yêu thương. Và khi mình có tình yêu đó trong lòng, mình phải chấp nhận chịu thương tích. Và những lần thương tích đó, nói cụ thể hơn là những lần chúng ta dám gạt ra bên ngoài những cái cơ hội để chúng ta phạm tội. Bởi vì chắc chắn cơ hội phạm tội ngay đó, bánh ngon lắm, nước ngọt lắm, ăn vô là thấy sướng, uống vô là thấy đỡ, là thấy mát lòng. Phải không? Cơ hội phạm tội ngay đó luôn. Và nếu như mình phạm tội đó, thì mình biết nó sẽ gây cho mình những vết thương khác. Mà mình chấp nhận mình không phạm tội đó, nó cũng sẽ có những cái vết thương trong lòng của mình. Tiếc nuối chứ. Biết vậy lúc đó phạm tội cho nó rồi. Bởi vì bây giờ cái cơn cám dỗ nó qua rồi thì mình thấy. Nhưng mà lúc đó mà mình thực sự mình dám đứng về phía Thiên Chúa. Mình dám để cho Thiên Chúa được quyền thắng trong lòng của mình, chứ không phải cái thằng kia. Thì lòng mình chắc chắn nó sẽ có một vết thương nào đó. Nhưng vết thương đó là vết thương của ân phúc. Bởi vì mình đã chiến đấu và chiến đấu đến cùng. Cho nên cái ranh giới đó, giữa cái việc mang một vết thương của ân phúc, của tình yêu, và bị một vết thương của tội lỗi, nó là một cái ranh giới rất là mỏng manh. Nhất là trong đời sống của ngày hôm nay, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Cho nên ngày hôm nay đó, bởi vì con người được tạo ra cho vô biên, bởi vì con người được tạo ra cho tình yêu, cho nên vì khát khát với cái khát khao đó mà con người lấp đầy mình. Người thì bằng tiền bạc, người thì bằng tình dục, người thì bằng quyền lực. Nhưng cái khốn nạn đó là ba cái này nó đi đôi, nó đi chung với nhau: tiền, quyền và tình. Người ta tha hồ lấp đầy cái lòng của mình với cuộc sống bận rộn này, và tâm hồn họ có muôn vàn những vết thương. Muốn có tiền nhiều thì phải gian dối, muốn có quyền nhiều thì phải thủ đoạn luồn cúi, muốn có tình thì phải ngọt ngào giàu có. Và cứ thế, đôi khi bất chấp hết để có nhiều tiền, để có quyền lực, để thỏa mãn cái lòng tư dục của mình, và gây ra biết bao nhiêu đau thương cho mình và cho những người khác. Sống trong cái xã hội ngày hôm nay, tân tiến như đất nước Mỹ này, và không chỉ những cái cơ hội đó nó có trên đất nước này đâu, mà cả những đất nước đang phát triển như ở Việt Nam chúng ta cũng vậy thôi. Người ta có cơ hội để dính bẫy rất là nhiều. Quý ông bà anh chị em biết rõ hơn con. Ngày trước đó, người ta còn phải ra đường
để mà mua thuốc viện, người ta còn phải ra đường để mà mua dâm. Ngày hôm nay đó, nó có thể giao điều đó tận nhà của quý ông bà anh chị em. Phải vậy không? Mua thuốc viện, order trên mạng, nó đưa đến nơi. Muốn kêu một cô gái điếm ở lên trên mạng, có cái trang web, hẹn nhau ở đâu đó, xong. Nhiều lắm. Kính thưa quý ông bà anh chị em ạ. Ngày trước người ta muốn lạc với nhau thì khó lắm. Còn ngày hôm nay đó, thì ngay trong lòng bàn tay của mình đây, qua text này, qua Facebook này, qua email này, dễ lắm. Và có thể ở mọi nơi, mọi lúc, dễ quá mà. Con người càng sống ở một cái đời sống cao, thì cái đòi hỏi về được yêu thương đó, nó lại càng cao hơn. Và hình như cuộc sống của xã hội tân tiến, càng sống trong một cái cuộc sống tân tiến, thì cái khả năng đáp trả lại tình yêu của người ta với nhau, nó lại càng thấp hơn. Nói cách khác, khả năng của con người hy sinh, khả năng hy sinh của con người sống trong một xã hội đầy đủ tân tiến như chúng ta đang có hiện nay, nó càng thấp đi. Và nếu không có hy sinh thì chắc chắn sẽ không có tình yêu đích thực. Mà không có tình yêu thì con người lại càng đi tìm kiếm cách lấp đầy mình bằng những cái thỏa mãn đó. Và cũng giống như người phụ nữ Samari vậy, Chúa Giêsu hiểu nỗi lòng của chị. Chúa Giêsu đón đầu chị, Chúa Giêsu kiên nhẫn với chị. Và cuối cùng Chúa ban cho chị nguồn vui. Và chính cái niềm vui đó, nó làm cho chị dừng lại tất cả những gì chị đang đổ đầy tâm hồn của mình. Cũng giống như người phụ nữ Samari vậy, Chúa hiểu cõi lòng của mỗi người chúng ta. Chúa hiểu rất rõ, giống như bài tin mừng ngày hôm qua, Thánh Marco ở cuối đoạn tin mừng có nói, Chúa hiểu những gì đang xảy ra trong lòng người ta. Chúa hiểu hết, kính thưa quý ông bà và anh chị em. Cho nên, như con nói lúc đầu, lúc cuối cuối chứ không phải là lúc đầu. Đó là Thánh Gioan trong bài tin mừng đã cho chúng ta thấy Chúa vẫn đang khát. Cái từ khát đó đối với cái nghĩa của Kinh Thánh nó sâu xa lắm. Bài tin mừng ngày hôm nay mà chúng ta nghe đấy, Chúa Giêsu đi đường mệt mỏi như vậy cả một hành trình dài. Đó nó cũng là sự mệt mỏi, Chúa đi tìm kiếm tâm hồn của mỗi người chúng ta. Mệt quá rồi, ngồi bệt xuống bên thành giếng và xin nó chút nước. Chúa vẫn đang xin chúng ta đấy. Rồi đến cuối cùng trên thập giá, Chúa vẫn đang khát. Ta khát, chúng ta có dám can đảm để cho Chúa được uống lấy cái tình yêu của chúng ta không? Và chúng ta có dám can đảm để cho Chúa một chút nước không? Đó là 5 phút cầu nguyện, đó là 20 phút lần Chúa mân côi, đó là sự cầm lòng cầm trí, dọn lòng để đi lễ cho sốt sắng. Đó là sự hy sinh, dám đứng dậy trước những cám dỗ hàng ngày trong đời sống của chúng ta. Nếu chúng ta làm được như vậy, kính thưa quý ông bà và anh chị em, đời sống của chúng ta sẽ khác lắm. Cho nên cái cuối cùng là tình yêu. Tối hôm nay về nhà trước khi đi ngủ, hỏi lại coi, lạy Chúa, Chúa thấy con có yêu Chúa không? Quý ông bà anh chị em hỏi Chúa điều đó, hỏi thật lòng, lạy Chúa, Chúa thấy con có yêu Chúa không? Và lắng nghe, Chúa sẽ cho quý ông bà anh chị em thấy trong tâm trí của mình, trong tâm trí của mình rằng mình có yêu Chúa không? Chúa không cần bất kỳ điều gì nơi chúng ta. Chúa không cần bất kỳ điều gì nơi chúng ta. Chúa cần tình yêu. Và tình yêu đó không phải cho Chúa, mà cho chính chúng ta. Chúa ơi, Chúa thấy con có yêu Chúa không? Mỗi lần chúng ta phạm tội, nếu chúng ta muốn đền tội một cách xứng hợp đó, cha ra việc đền tội đọc mấy kinh, tùy cha, mình vẫn làm. Nhưng mà cái cuối cùng muốn đền tội thực sự đó, ngồi xuống, quỳ xuống mà hỏi, Chúa ơi, Chúa thấy con có yêu Chúa không? Và đôi khi chúng ta phải khóc, bởi vì Chúa cho mình thấy rất rõ, con không có yêu Chúa, con không có yêu ta, con yêu con hơn. Và nếu mình dám chấp nhận, lại Chúa, con chưa yêu Chúa đủ, xin Chúa giúp con yêu Chúa, xin Chúa chỉ cho con mỗi ngày trong đời sống hàng ngày của con, Chúa yêu con nhiều như thế nào. Quý ông bà chị em sẽ thấy tình yêu Chúa như mưa, như mưa rơi xuống đời con te tua, te tua. Te tua bởi cái gì chứ, còn te tua bởi tình yêu thì hạnh phúc lắm. Nhưng mà thực sự nếu mà mình nhìn lại, mình te tua thật luôn á. Bởi vì Chúa yêu chúng ta quá nhiều rồi. Thôi một lần nữa con xin amen. Cảm ơn cha. Có ai còn có câu hỏi khác? Tôi thấy có một câu hỏi dưới này thôi. Có ai có câu hỏi nào khác không? Hồi nãy con coi đồng hồ, cái đồng hồ của con quên mất, tại vì giờ bên kia giờ là 11:44 rồi.
Con xin hỏi cha, có lời dạy rằng làm phúc tay mặt không cho tay trái biết. Vậy cứ giấu những việc lành người lớn làm thì mấy đứa trẻ nó lớn nó không biết đường làm. Thí dụ như đi xin lễ hay giúp đỡ việc nhà Chúa hay ủng hộ. Xin cảm ơn cha. Vậy thì Chúa nói là hãy làm gì? Làm việc tay phải, làm việc phúc thì đừng để cho tay phải biết việc tay trái làm. Phải không cơ? Đó. Vậy thì bây giờ nếu mà mình cứ giấu những cái việc đó thì làm sao con cái mình nó biết được hai cái này khác nhau? Quý ông bà anh chị em thấy nó khác nhau không? Cái việc mình cho con cái mình biết là mình giáo dục nó, mình dạy cho nó biết. Còn cái mà mình làm tay phải để cho tay trái biết, mình khoe khoang với người ta đó, thì lại là một chuyện khác. Còn đối với con cái, mình khoe với nó đâu có khoe. Cho nên không sao hết. Mình nói cho con mình, dạy cho con mình, cứ dạy cho nó. Và phải dạy cho nó, bởi vì đó là bổn phận của mình. Nhưng mà mình đừng có khoe khoang trước mặt người đời thôi. Bởi vì nếu mình khoe như Chúa nói, mình mất hết công phúc rồi. Câu hỏi thứ hai là, thưa cha, là một thầy phó tế là đã được chịu phép chức thánh. Vậy thầy phó tế mà mời một thầy cúng phong thủy từ Việt Nam qua Mỹ để cúng phong thủy cho nhà của thầy phó tế. Vậy thưa cha, thầy phó tế có tội hay không? Và nếu có tội thì thầy phó tế ấy phải xưng tội với cha hay họ tự xưng tội với Chúa? Tôi hy vọng là không phải thầy Sáu Tiến nha. Thứ nhất là nếu xưng tội đó thì cho dù thầy phó các cha đi mà xưng tội còn phải đi xưng tội một cha khác mà. Đúng rồi, chính là thầy phó tế. Đức giáo hoàng kia đi xưng tội cũng phải đi xưng tội với một linh mục mà, hoặc là với một đức giám mục khác mà. Cho nên thầy phó tế đi xưng tội phải xưng tội với cha. Cái đó là cái thua đó. Rồi, mà cúng phong thủy thì bây giờ cha mời cha cũng có tội chứ đừng nói là thầy phó tế. Đó không cơ? Vậy thì cái câu này thì mình thấy nó quá rõ rồi. Đó là không có nên làm như vậy. Bởi vì khi mình mời cúng cái cáng như vậy, có nghĩa là mình không có coi Chúa là Chúa của mình. Mình không có tin vào quyền năng của Chúa. Và mình gọi là đi hai hàng đó. Rồi, con... Dạ. Cha cho chị mượn cái micro. Nếu anh chị em có câu hỏi nào thì xin nói ngắn gọn đi vào vấn đề nhé. Không có đi từ Ai Dông đến Eva rồi mới đến ngày hôm nay nhé. Điều thứ hai là xin anh chị em nhớ là hỏi về những gì mà cha vừa mới chia sẻ với anh chị em để cho nó gọn lại nhé. Chứ đừng có hỏi ngày xưa cha mới có mấy cô bồ với lại hỏi những cái linh tinh lang tang khác thì nó cũng mất thời giờ của mọi người nhé. Chúng ta chỉ có khoảng chừng 10 phút nữa chúng ta sẽ chấm dứt ở đây. Cảm ơn cha, tội nghiệp con chưa không cho con hỏi linh tinh. Thế cha cho con hỏi. Từ vì thầy Sáu, các cha mà kết thúc phép lành thì đọc hai lời nguyện. Mà thầy Sáu sao đọc có một lời nguyện thôi. Còn có một câu, cho con xin một câu nữa là cái vấn đề đi xưng tội. Thí dụ như con tội trọng thì theo con tội trọng là bắt buộc phải đi xưng rồi. Còn nếu tội nhẹ, thế mình cứ đi xưng tội hoài, có lỗi đức bác ái với các cha không? Lý do vì chúng con ở ngoài đó, mà nghe kể chuyện tốt với lại nghe kể chuyện vui thì nghe hoài được. Nhưng mà nghe kể chuyện xấu người khác á, thì nghe có một lần, hai lần, lần thứ ba là bực mình bỏ đi. Và các cha cứ ngồi trong đó hết người này tới người khác, và tụi con cứ đi xưng tội hoài, có lỗi đức bác ái với các cha không? Tại vì cha Hy nói thế này, cha Hy nói thế này, cái luật của giáo hội là giới thấp, luật của tòa án lương tâm là tối cao. Thì mình có thể dùng cái tòa án lương tâm của mình để mình phán đoán cái tội nhẹ đó là nó có tội hay không, để mình đi nên đi xưng hay không, chứ cứ ăn rồi đi xưng tội hoài, lỗi đức bác ái, không nghĩ lỗi đức bác ái với các cha đấy, có đúng không? Tại vì con không có ngồi tòa giải tội đây, nhưng mà cha hay ngồi đây nên xin cha trả lời giùm con. bởi vì nếu mà có lỗi đứa bác gái là đứa bác gái với cha chứ không phải với con. Cha Linh ngày xưa ở Việt Nam đá banh rất là hay. Lừa là đá qua cho người khác. Để trả lời cho chị vấn đề này, như giáo hội trong sách giáo lý công giáo khuyên chúng ta nên đi xưng tội thường xuyên dù là những tội nhẹ. Nếu chúng ta có khả năng để mà phán đoán được đâu là tội trọng, đâu là tội nhẹ,
thì ngay từ đầu lễ khi chúng ta vào, chúng ta đọc kinh thú nhận đó, tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng những cái tội, những cái lặt vặt, ví dụ như là mình giận ông xã hay là con mình làm mình bực mình, những cái đó là những cái tội nhẹ, nó không phải là tội trọng, cho nên anh chị em không cần vào tòa để mà xưng tội những cái tội đó nhé. Chẳng hạn như anh chị em vào trong nhà thờ, ví dụ như đi làm cả ngày hôm nay mệt mỏi rồi, xong rồi đi vô ráng đi lễ, vô nhà thờ ngồi ngủ gật, cái đó không phải là tội nặng, cái đó không cần phải xưng nhé. Anh chị em an tâm cái chuyện đó. Còn cái chuyện mà bảo là để lỗi đức công bằng với các cha thì tôi không nghĩ là, không có cha nào nghĩ rằng đó là cái việc mà nghĩa là nó làm phiền mình. Tội của anh chị em xưng nhiều khi anh chị em nghĩ rằng nó là nhẹ nhưng mà nó là nặng. Nhiều khi mình nghĩ là nặng mà nó là nhẹ. Thì chúng tôi ở trong đó chúng tôi nghe, nghĩa là anh chị em xưng tội thì chúng tôi có cái sự phán đoán trong đó. Thì không có vấn đề nhé. Nó có cái vấn đề như thế này là đừng có xưng tội của người khác. Cái đó là cái mà nó mất thời giờ. Ví dụ chẳng hạn như là thưa cha con phạm cái tội là chửi ông xã con. Mà cha biết không, ngày nào ông cũng đi, nó bắt đầu kể ra tội của ông ấy. Từ thứ hai cho đến thứ sáu. Như vậy thì cái đó là làm, nghĩa là xưng tội của người khác. Còn nếu mà xưng tội của mình không biết đó là tội nhẹ hay là tội nặng. Tôi không nghĩ là có linh mục nào mà, ít nhất là ở đây tôi không thấy anh em chúng tôi là không có ai mà phiền hà về chuyện đó. Cho tôi khuyến khích anh chị em là chúng ta nên học giáo lý công giáo nhé. Để chúng ta biết thế nào là tội nặng, thế nào là tội nhẹ, thế nào là tội trọng, thế nào là tội thường. Để chúng ta có cái, mà nhiều khi mình bệnh bối rối đó, cứ hơi tí cái là mình nghĩ là đó là cái tội trọng. Cái đó là cũng là một trong những cái mà mình cũng phải, dần dần chúng ta trong cái phần học giáo lý tôi sẽ nói đến vấn đề tội trọng với lại tội nhẹ nhé. Còn có ai có câu hỏi nào khác nữa không cơ? Cha lên đây cho trả lời đi nhé. Có ai có câu hỏi không? Cha Linh nãy cha nói chứ rằng Chúa, con nghe có sự mâu thuẫn về cái sự dẫn giải của cha, là cha nói chứ rằng là Thiên Chúa không cần cái tình yêu của con người. Nhưng mà trong những con người con nghe thì nó là Chúa khát. Khi mà con nghe nói Chúa khát thì hay là ngày hôm nay bài phúc âm ngày hôm nay cũng vậy. Cũng nói là the jealous God, I'm a jealous God, Thiên Chúa. Thì như cái đó thì con nghĩ rằng là Thiên Chúa cũng rất cần, bởi vì Ngài cần lắm cho nên Ngài mới khao khát. Rồi thì cha có thể clarify cái... Con nói cái nghĩa mà Thiên Chúa không cần tình yêu của chúng ta, có nghĩa rằng tự bản thân Thiên Chúa Ngài đã tròn đầy rồi. Có nghĩa là mình không thêm cái gì được cho Thiên Chúa nữa. Như trong một lời nguyện nào con quên rồi, lạy Chúa sự cái gì? Sự lời nguyện thánh thể mấy đấy, sự yêu mến của chúng con không thêm gì cho Chúa nhưng mang lại ơn cứu độ cho chúng con. Như vậy thì Thiên Chúa không cần chúng ta, theo nghĩa là mình không có khả năng mình làm cho Thiên Chúa gọi là được tròn đầy thêm nữa. Ngài đã đủ tự bản thân Ngài rồi. Đó, nhưng mà Ngài khát là bởi vì Ngài khát cái tình yêu của chúng ta để cho chính chúng ta. Bởi vì khi mà Ngài khát như vậy, mình có yêu Ngài thì mình mới nâng con người mình lên được. Vì Ngài thì mình mới có thể vượt ra khỏi cái giới hạn của con người mình để mình yêu Chúa. Và khi Chúa có tình yêu của chúng ta, Chúa lại ban lại cho chúng ta. Đấy, thì ý của em nói là như vậy. Là mình không có khả năng thêm cho Chúa một cái gì để làm cho Thiên Chúa tròn đầy thêm nữa. Chỉ có mình thôi, mình có ơn của Chúa, mình có tình yêu của Chúa thì mình mới tròn đầy được. Mình mới có sức mạnh, mình mới có tình yêu, mình mới có vượt lên, Chúa mới nâng mình lên được. Okay, còn có ai có câu hỏi nào khác không? Thưa cha, hồi nãy con không biết, con thấy cái đối lạ với con là cha nói là ngay cả ở dưới hỏa ngục thì cũng có tình yêu Thiên Chúa. Mà theo con hiểu biết của con là giống như là những người mà ở dưới hỏa ngục thì không còn cách gì mà có thể lên thiên đàng, thì chỉ có những người ở luyện ngục thôi. Thì con nghe cái đó nó rất là lạ. Là lạ đúng không? Rất là lạ đối với con. Thì em con xin cha giải thích thêm cho con. Đây này, em đọc lại nguyên gốc này. Là tác giả của cuốn Cuộc Chiến Thiêng Liêng, ông tên là John Labriola, nói trong tác phẩm của ông rằng ngay cả ma quỷ trong hỏa ngục cũng chỉ tồn tại do bởi sức sống của Thiên Chúa cho chúng. Sức sống của Thiên Chúa cho chúng. Sức sống này là tình yêu của người, cho dù tên quỷ đó ở trong hỏa ngục, bởi chúng tự ý muốn thế
vĩnh viễn không thể quay lại với tình yêu của người, Thiên Chúa vẫn yêu thương chúng. Chị hiểu ý nói không? Có nghĩa rằng là cho dù ma quỷ ở trong hoàng ngục, cái sự tồn tại, bởi vì đối Thiên Chúa đó, cái sức sống của Ngài đó bao trùm tất cả mọi sự, không có cái gì có thể ở ngoài Thiên Chúa được hết. Tình yêu của Thiên Chúa vẫn tinh tuyển, vẫn dành cho nó, nhưng tự thân nó không muốn, cho nên nó phải trầm luôn trong hoàng ngục. Và hoàng ngục là chỗ mà nó không có khả năng để có thể trở lại với cái điều nó muốn từ ban đầu nữa. Như vậy thì cái tình yêu của Thiên Chúa mà trong cái diễn giải của em là Thiên Chúa, cái tình yêu của Ngài tràn ngập trong cõi đời này, tràn ngập trong chúng ta, không có lúc nào mà mình thiếu vắng Chúa hết á, lúc nào mình cũng đầy Chúa hết. Nhưng mà cái ý thức của mình, bởi vì mình cảm thấy mình thiếu vắng Chúa, mình không trở lại với cái ý thức là Chúa yêu con, Chúa bao gọn chọn con, Chúa yêu con trọn vẹn tất cả mọi sự, cho nên mình cảm thấy gọi là thiếu khát trong tâm hồn của mình. Thế còn sự thật đó nó khác. Sự thật là mình được Thiên Chúa yêu thương một cách tràn đầy. Đó thì để diễn tả cái điều đó thì cái tác giả này người ta nói như thế để diễn tả rằng là ngay cả như thế mà tình yêu của Thiên Chúa cũng tràn đầy. Chúa vẫn yêu nó mà. Chứ nếu mà Chúa không yêu nó thì tự bản thân Chúa là phản lại với Ngài rồi, bởi vì Ngài, bản chất của Ngài là tình yêu. Nhưng mà tự thân nó không muốn nữa, nó từ chối cái tình yêu đó, cho nên nó bị trầm luân như vậy. Nó bị trầm luân như vậy trong hoàng ngục, không phải bởi Thiên Chúa không yêu nó, nhưng bởi vì nó chọn và nó tự muốn thế. Hả chị hả? Dạ, yeah. Cảm ơn chị. Dạ, yeah. Thưa cha, cha nói là điều răn thứ nhất là thờ phượng và kính mến Chúa trên hết mọi sự. Yeah. Mặt đa số là chỉ có thờ phượng, vậy không yêu mến Chúa. Như vậy con muốn hỏi, vậy khi xưng tội thì con có phải xưng cái tội là con chưa yêu mến Chúa trên hết mọi sự không? Thì đó, nhì thật cái đa số là sẽ bị như vậy. Đúng rồi. Hồi chiều nay con cũng chia sẻ với cha Tính về cái vấn đề này. Cha nói có thể là mỗi người chúng ta cũng yêu Chúa, nhưng mà cái khái niệm về tình yêu của chúng ta đối với Chúa nó khác. Nhưng mà cho dù có khác như thế nào đi chăng nữa thì con nói là chúng ta phải yêu. Bởi vì chúng ta biết yêu là gì, chứ không thể nào mà chúng ta yêu theo cách con người mà Chúa lại muốn chúng ta yêu theo cách khác được. Phải không? Bây giờ đối với mình hiểu yêu là như thế nào, là nhớ nhung, là sống mọi sự cho cái người đó. Vậy thì Chúa muốn mình sống theo cái quan niệm mà mình yêu Chúa như mình muốn, như mình biết. Đó, vậy thì khi mà mình không yêu Chúa, có nghĩa là mình phạm tội đấy. Phải không? Chứ nếu mà mình yêu Chúa thực sự thì mình đâu có phạm tội. Và những cái tội mình xưng ra đó, một cách gọi là nhỏ hơn đó, là mình không yêu đó. Ví dụ, thưa cha, hôm nay con đã bỏ lễ ngày Chủ nhật. Vì không yêu cho nên mới bỏ lễ. Thực sự đó, cái tội đó là tội lớn nhất đấy. Nếu mà chị nói... Đúng rồi. Cho nên mình mới phạm những cái tội sau. Nếu mà vô bà thưa cha, con đã không yêu mến Chúa trên hết mọi sự, cho nên con đã phạm những tội này, cái đó là chính xác luôn. Phải không ạ? Tại vì mình không yêu cho nên là mình mới phạm tội. Next question. Dạ thưa cha, bây giờ yêu nó có nhiều cách yêu, yêu bằng miệng lưỡi hay là yêu bằng hành động cha? Yêu bằng miệng lưỡi hay yêu bằng hành động? Vậy bây giờ cô muốn người khác yêu cô bằng miệng lưỡi hay bằng hành động? Nếu mà yêu thực sự đó, kính thưa quý ông bà chị em, nó là hành động. Chứ nó không phải là miệng lưỡi đâu. Nếu mà là yêu thực sự đó, nó là hành động. Bởi vì khi mình yêu, mình muốn làm cái điều đó cho người mình yêu, thì nó phải là hành động. Còn khi mà mình chỉ lạp thôi, thì nó không phải tình yêu. Nói xạo thôi. Dạ vâng. Yeah. Thánh Gioan Tông Đồ Ngài cũng nói, anh em đừng yêu thương nơi chót môi đầu lưỡi. Bởi vì thế cho nên là trong cái kinh nghiệm cuộc sống của chúng ta, một người nó bây giờ hai bạn trẻ nói yêu nhau mà ngày lễ Valentine chẳng cho gì cả. Rồi ngày Thanksgiving, ngày lễ Giáng sinh nó cũng lờ tít đi. Như vậy liệu cái đó có phải là tình yêu không? Nó phải được biểu hiện ra bằng những hành động cụ thể. Cho nên anh chị em đi tới nhà thờ để mà tham dự thánh lễ, đó là một trong những cái hành động mình biểu lộ là mình yêu Chúa.
mình yêu mình không thể nào ngồi nhà mình bảo chứ là con yêu Chúa lắm. Bây giờ bố mẹ mình ở ngay góc kia mà mình ở nhà đây mình chỉ gọi phone này và bố ơi con yêu bố lắm nhưng mình không đến với bố mình thì nó không phải là tình yêu. Cho nên Thánh Gioan đã nói là đừng yêu thương bằng miệng lưỡi, chót môi đầu lưỡi mà phải bằng những hành động cụ thể là như vậy nhé. Bây giờ cũng đã hết giờ rồi, ngày mai thưa anh chị em 5 giờ đến 6 giờ sẽ có ba cha ngồi tòa, hai cha ở đây và một cha, hai cha nữa, tôi sẽ kiếm thêm cha, hai cha ngồi ở bên nhà nguyện, hai cha ngồi bên này từ lúc 5 giờ cho đến 6 giờ. Rồi cái giờ mà giờ lễ cũng ngồi luôn. Nhưng mà sau lễ rồi thì chúng ta bắt đầu có tĩnh tâm cho nên các cha sẽ không ngồi tòa nữa nhé. Bây giờ xin anh chị em chúng ta cùng đứng và xin cha ban phép lành để anh chị em về bằng an nhé. Khi đi ra ngoài Bắc Kinh này anh chị em đi cẩn thận dùng tôi nhé. Đừng có đi quá nhanh, chúng ta có hơi đông người. Yeah. Một lần nữa con xin quý ông bà anh chị em tối nay về để cho cái buổi tinh tâm của chúng ta nó được có kết quả thực sự như hồi nãy con xin đó. Chúng ta về trước khi đi ngủ nhớ nhé, ngồi hỏi Chúa một lần. Và hôm nay bắt đầu tập hỏi Chúa cái câu đó trong đời của mình. Lạy Chúa, Chúa có thấy con yêu Chúa không? Chắc chắn Chúa sẽ trả lời cho quý ông bà chị em thấy trong tâm trí của mình, trong tâm hồn của mình. Lạy Chúa, Chúa thấy con có yêu Chúa không? Và khi quý ông bà chị em hỏi điều đó, Chúa vui. Bởi vì Chúa biết lòng của quý ông bà chị em muốn yêu Chúa, muốn bắt đầu yêu Chúa. Nhớ nha, lạy Chúa, Chúa thấy con có yêu Chúa không? Chúa sẽ nói rất là rõ cho chúng ta thấy. Bây giờ một lần nữa chúng ta tạ ơn Chúa. Nguyện xin cho con biết Chúa và xin cho con biết con để con được gặp gỡ Chúa, để con tìm lại chính con. Chúa ở cùng anh chị em. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho tất cả chúng ta và ở lại cùng chúng ta luôn mãi. Amen. Chúc quý cha quý bà anh chị em một đêm ngủ thật ngon. Cảm ơn.